Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1601 Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi đang đợi lên máy bay trong phòng chờ VIP ở sân bay. Không lâu sau, một người thanh niên có vóc dáng khá cao bước vào. Người thanh niên bước vào rồi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi, lúc này mới bước nhanh đến. Anh Tiêu, thật xin lỗi đã để anh đợi lâu, tôi là người tổng tư lệnh Tần bảo đến. Thanh niên nhìn Tiêu Chính Văn một lúc, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên khi thấy anh không hề bị thương gì. Anh ta cũng nghe nói đến trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Quang Minh Tôn, hơn nữa còn xuất hiện thêm một người bậc cảnh giới thiên thần là Vũ Thiên Tôn. Thế mà Tiêu Chính Văn có thể an toàn rời khỏi đó, điều này cũng khiến anh ta vô cùng bất ngờ. Là phụ tá của Tần Vũ, Kiều Chí Nhụy biết rõ Tiêu Chính Văn không phải là người bình thường, thế nên anh ta càng kính trọng Tiêu Chính Văn. Với thân phận là phụ tá hàng đầu ở Hắc Băng Đài, rất nhiều tộc trưởng của các gia tộc lớn gặp anh ta cũng phải chủ động bước đến chào hỏi. Thế mà lúc này anh ta lại cung kính với Tiêu Chính Văn như vậy khiến Dương Linh Nhi cũng không khỏi ngạc nhiên. Tiêu Chính Văn quả thật rất tài giỏi, nhưng cũng không đến mức Hắc Băng Đài cũng kính sợ với anh như thế chứ. Dù sao cô ta nghĩ bất kể Tiêu Chính Văn có sức chiến đấu mạnh thế nào thì cuối cùng cũng chỉ có một mình thôi. Còn Hắc Băng Đài là tổ chức bí ẩn nhất Hoa Quốc trong mấy trăm năm nay, có 102. Có thể ngay cả người nắm quyền ở Hắc Băng Đài là Tần Vũ cũng không đếm hết được trong Hắc Băng Đài có bao nhiêu người tài giỏi. Đó là tổ chức có thể làm đảo lộn một quốc gia nhỏ trong một thời gian ngắn. Chào anh, Tiêu Chính Văn cũng rất lịch sự giơ tay ra bắt tay với Kiều Chí Nhụy. Khó có thể nhìn ra sự kính trọng của Kiều Chí Nhụy dành cho Tiêu Chính Văn thông qua ánh mắt của anh ta. Khi người đàn ông trước mặt này mới vừa bước chân vào doanh trại, anh ta vẫn luôn chú ý đến anh. Những trải nghiệm như truyền thuyết mà Tiêu Chính Văn trải qua càng khiến Kiều Chí Nhụy vô cùng thán phục. Từ sau khi Tiêu Chính Văn từ chức chủ soái, Kiều Chí Nhụy đã cử người báo cáo từng hành động của Tiêu Chính Văn cho anh ta bất cứ lúc nào. Sau đó mỗi một chuyện Tiêu Chính Văn làm đều khiến anh ta càng tin chắc sau này người đàn ông này chắc chắn sẽ là người tài giỏi nổi bật trong đám đông. Chương 1602 hai người nói khách sáo với nhau vài câu, sau đó Tiêu Chính Văn vào thẳng vấn đề chính, Lục Hoài Viễn đang ở trong chi nhánh của Điện Thần Long đặt ở Phi Lục, có thể dẫn đi bất cứ lúc nào. Nhưng thân phận của ông ta khá đặc biệt, thế nên phải về nước bằng đường vòng. Anh Tiêu, tôi nghe Tổng tư lệnh Tần nói Lục Hoài Viễn là Quang Minh Tôn. Kiều Chí Nhụy nhíu mày hỏi. Đúng thế, ông ta chính là Quang Minh Tôn, thế nên phải đưa người còn sống về, không biết anh từng nghe nói đến phái Quang Minh hay chưa? Tiêu Chính Văn nhìn Kiều Chí Nhụy nói. Ôi, nhắc đến phái Quang Minh, Kiều Chí Nhụy cũng không khỏi dùng mình, gật đầu nói, anh Tiêu. Chúng tôi cũng nghe nói đến chuyện của phái Quang Minh, hơn nữa cũng có vài tư liệu. Trước đây chúng tôi cũng từng nghĩ đến trường hợp có thể chúng sẽ cử người trà trộn vào giới kinh doanh hoặc lãnh đạo cấp cao giới chính trị của Hoa Quốc chúng ta, nhưng không ngờ Lục Hoài Viễn người mà thiên tử gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng lại là Quang Minh Tôn. Nghe thế Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, cái gì? Ý anh là phái Quang Minh đã thâm nhập vào Hoa Quốc từ lâu rồi sao? Mặc dù vừa rồi Kiều Chí Nhụy không nói rõ nhưng ẩn ý đã khá rõ ràng. Phái Quang Minh không chỉ đào tạo thế lực ở Âu Lục, Phi Lục và người đại diện của mình, mà phái Quang Minh cũng đã thâm nhập vào Hoa Quốc nhiều năm rồi. Đúng thế, thật ra không cần tôi nói thì chắc anh Tiêu cũng rõ chuyện tim rồng hơn tôi. Trước đây Hoa Quốc chúng ta từng có người có được tim rồng, tôi nghĩ anh Tiêu cũng đã nghe nói đến người này. Kiều Chí Nhụy nói. Ai? Tiêu Chính Văn vô thức hỏi. Ông Tăng người Bình Định phong trào Thiên Quốc, người này vốn dĩ chỉ là một người bình thường, nhưng sau đó lại có thể trở thành người rất mạnh chính là vì ông ta có tim rồng. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà lúc dung hợp mấy quả tim rồng lại thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nên dã tâm của ông ta vẫn chưa thể thực hiện, cuối cùng vào lúc dung hợp 5 quả tim rồng bị nổ chết, còn mấy quả tim rồng đó lại không cánh mà bay. Chính vì thế phái Quang Minh mới đặc biệt để ý đến Hoa Quốc, nhất là con đường mà lúc đó ông Tăng đã tìm mấy quả tim rồng này. Nghe Kiều Chí Nhụy nói đến đây, Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ hơn 100 năm trước ông Tăng đã lấy được 5 tim rồng. Nói cách khác, đó là lúc số mệnh của Hoa Quốc được nâng lên. Nhưng vì dung hợp thất bại, bản thân ông Tăng chết cũng đã đành,
còn khiến số mệnh Hoa Quốc lụi bại mới có sự sỉ nhục 100 năm sau đó. Nói cách khác, tim rồng và số mệnh của một nước có liên quan trực tiếp với nhau. Tiêu Chính Văn ngạc nhiên nói. Tất nhiên, theo tư liệu trong tay chúng tôi, ít nhất số mệnh Hoa Quốc liên quan trực tiếp đến tim rồng. Mỗi lần có người lấy được tim rồng, nếu dung hợp thành công thì sẽ làm cho Hoa Quốc trở nên thịnh vượng. Chẳng hạn như Thịnh Đường hay Thiên Tần, nhưng mỗi lần dung hợp thất bại cũng sẽ khiến quốc vận suy tàn, Thái Tổ Tống chính là một ví dụ, chính vì dung hợp thất bại nên ông ấy mới chết không rõ nguyên nhân. Từ thời Tống, Hoa Quốc đã không còn cường Mi Anh nữa. Dù sao Kiều Chí Nhụy cũng là người của Hắc Băng Dài, rất nhiều bí mật mà người khác không biết gần như công khai và minh bạch với anh ta. Chương 1603 vậy cũng có thể nói 100 năm trước, người Vi Hào cũng đang tìm kiếm tim rồng. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên hỏi. Kiều Chí Nhụy gật đầu nói, nhưng họ vẫn chưa tìm được. Mặc dù tim rồng ở Hoa Quốc nhưng thế giới rộng lớn như mỏ kim đáy biển, sao họ có thể tìm thấy được? Tìm kiếm tim rồng cũng cần có phương pháp đặc biệt. Nghe thế Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày hỏi, tìm kiếm tim rồng cũng cần có phương pháp đặc biệt ư? Kiều Chí Nhụy cười không nói, lấy một quyển sách ra đưa cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhận lấy cuốn sách, không khỏi có cảm giác quen thuộc, đây là sách anh lấy từ chỗ Âm Dương Tôn à? Tiêu Chính Văn bừng tỉnh nói. Sở dĩ hơi thở trên cuốn sách này quen đến thế là vì lúc đó Tiêu Chính Văn từng nhìn thấy nó ở chỗ Âm Dương Tôn, nhưng lúc đó vẫn chưa thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn. Đúng thế, Võ Hầu Tàng Binh Đồ trước giờ vẫn luôn bị người đời hiểu lầm, cứ nghĩ đây là một cuốn sách về quân sự, thậm chí lúc đó còn có người lưu truyền một truyền thuyết, có được cuốn Võ Hầu Tàng Binh Đồ thì có thể có được cả thiên hạ. Thật ra người xưa hay người thời nay cũng vậy, không ai biết hàm ý thật sự của câu nói này. Trong Võ Hầu Tàng Binh Đồ có tung tích cụ thể của năm quả tim rồng. Thế nên Phái Quang Minh vẫn luôn nghiên cứu cuốn sách này. Hơn nữa họ luôn tìm kiếm tim rồng khắp nơi ở Hoa Quốc dựa theo ghi chép trong cuốn sách này. Ông Tiêu gia nhập vào Phái Quang Minh cũng là vì nguyên nhân này. Kiều Chí Nhụy nói đầu đuôi sự việc cho Tiêu Chính Văn. Ý anh là ông nội tôi cũng, Kiều Chí Nhụy mỉm cười nói, năm đó, Thiên Tử Cũ cũng không lẩm cẩm, bốn gia tộc lớn muốn hại nhà họ Tiêu, Thiên Tử Cũ đâu thể ngồi yên mặc kệ. Nhưng chính là cơ hội lần đó đã làm mọi chuyện xoay chuyển. Ông Tiêu vì đất nước mà cam lòng hy sinh toàn bộ tính mạng của gia tộc, cuối cùng một thân một mình thâm nhập vào nội bộ Phái Quang Minh, còn có thể được sáng thế chủ tin tưởng, quả thật không dễ dàng gì. Mấy tin tức nội bộ này đa phần đều là ông Tiêu báo cáo lại. Thế nên nhà họ Tiêu là gia tộc trung thành với đất nước nhất, thậm chí có thể hình dung bằng từ toàn gia trung liệt. Hôm nay tôi đến theo lệnh của Tổng Tư lệnh Tần, cũng được ông Tiêu giao phó, anh nên được biết vài chuyện. Cuốn sách này cũng là ông Tiêu bảo tôi đưa cho anh, ông Tiêu còn nói nhất định phải thuộc nằm lòng. Tiêu Chính Văn gật đầu nhận lấy cuốn Võ Hầu Tàng Binh Đồ. Nghe tiếng phát thanh máy bay sắp cất cánh, Tiêu Chính Văn không hỏi gì thêm nữa, anh đứng dậy nói tạm biệt với Kiều Chí Nhụy. Lúc này ở Hoa Quốc, trong nhà của gia tộc Đông Phương, một ông lão tóc bạc vô cùng uy nghiêm ngồi chính giữa. Một thanh niên của nhà họ Đông Phương bước đến nói, cụ tổ, nhận được tin tức chính xác, Tiêu Chính Văn sắp bình an quay về nước. Cái gì, Tiêu Chính Văn chưa chết à? Đông Phương thiếu một trong những bốn cụ tổ lánh đời của gia tộc Đông Phương mở to mắt, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1604 Tiêu Chính Văn. Đông Phương thiếu siết chặt nắm đấm. Phải nói rằng nhà họ Đông Phương có mối hận với Tiêu Chính Văn không kém gì nhà họ Viên. Hơn nữa Đông Phương Viêm vừa chết trong tay Tiêu Chính Văn không lâu. Bọn họ nhất định phải trả được mối thù. Bốn gia tộc lớn tuyệt đối không phải là người dễ bắt nạt để Tiêu Chính Văn thích làm gì thì làm. Bốn gia tộc lớn đã nắm quyền kiểm soát huyết mạch kinh tế của Hoa Quốc mấy chục năm nay, hơn nữa các quan chức đều phải nể mặt bọn họ mấy phần. Nhưng cái chết của Viên Thắng Thiên đã khiến bốn gia tộc lớn không còn vẻ vang gì nữa. Rất nhiều người thậm chí tỏ vẻ xem thường bốn gia tộc lớn, nguyên nhân mọi chuyện đều là do Tiêu Chính Văn. Chính vì thế nên sau khi Đông Phương Viêm chết, nhà họ Đông Phương mới mời cụ tổ đã lánh đời mấy chục năm xuất đầu lộ diện. Lần này tất cả mọi tin tức Tiêu Chính Văn đến nước Lý, mục đích anh đến nước Lý, liên lạc với những người nào đều là do nhà họ Đông Phương tiết lộ cho Quang Minh Tôn. Đối phương cũng tỏ rõ,
chỉ cần Tiêu Chính Văn đến nước Lý thì sẽ có vô số thử thách đợi anh, hơn nữa lần này là thế cục chết, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết. Nhưng kết quả lúc này lại khiến nhà họ Đông Phương không thể chấp nhận được. Lúc này sảnh lớn đông nghịt người. Có cả đại diện của nhà họ Viên. Cụ tổ Đông Phương, tôi nhớ nửa tháng trước chính miệng ông nói lần này dù Tiêu Chính Văn có mọc thêm cánh cũng khó thoát khỏi. Giờ cậu ta lại, bình an quay về, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Nhà họ Viên chúng tôi đã hao tổn nhiều nhân lực và tài lực vì kế hoạch của ông, tin tức của Hắc Băng Đài không đáng tin vậy sao? Lúc này Viên Sùng Long và đại diện các gia tộc lớn còn lại đều rất tức giận. Một cục diện có vẻ đơn giản nhưng thật ra không biết bốn gia tộc đã phiền muộn thế nào, tiêu tốn bao nhiêu tiền, sử dụng biết bao nhiêu mối quan hệ ở đằng sau đó mới biết rõ hành tung cụ thể của Tiêu Chính Văn. Lúc đầu Đông Phương Thiếu dõng dạc nói lần này sẽ có cường giả cảnh giới thiên thần đích thân ra tay, có 100 Tiêu Chính Văn cũng sẽ chết ở nước Lý. Kết quả ra sao? Nếu Tiêu Chính Văn bình an quay về, chỉ cần nghiêm túc suy xét thì có thể nghĩ đến những điểm nghi ngờ trong đó, vì sao lúc đầu La Quốc Hoa lại châm chọc, khiêu khích Tiêu Chính Văn? Tại sao tung tích của Lục Hoài Viễn cứ thay đổi hết chỗ này đến chỗ khác? Chương 1605 cuối cùng lại xuất hiện cường giả cảnh giới thiên thần ở Kaman. Cứ như mấy người này đều đang đợi Tiêu Chính Văn bước vào tình thế đó. Tiêu Chính Văn là ai chứ? Anh là người từng chỉ huy hàng nghìn, hàng chục nghìn binh sĩ, so về trí tuệ thì mấy chục người bọn họ kết hợp lại cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Đợi Tiêu Chính Văn tra rõ mọi chuyện, quay ngược lại trả thù thì ai có thể gánh vác nổi. Sở dĩ họ bất mãn không chỉ vì kết cục này, mà là hậu quả đáng sợ khiến họ lạnh sống lưng. Gia chủ Viên, ông nói vậy có phải hơi sớm rồi không? Máy bay của cậu ta vẫn chưa hạ cánh mà. Một người đàn ông trung niên nhà họ Đông Phương đứng lên bất mãn nói. Hỗn láo, Viên Sùng Long đập bàn đứng dậy, trừng mắt nói, cậu là cái thá gì mà dám dạy dỗ tôi? Nhà họ Đông Phương các người tưởng giết Tiêu Chính Văn dễ như giết côn trùng à? Nhà họ Viên tôi có hai cụ tổ đều đã chết đấy. Các người mù hết rồi sao? Nếu loại người này quay lại tính sổ với chúng ta thì cậu có thể ngăn được sao? Viên Sùng Long chỉ vào đám người nhà họ Đông Phương, mắt như sắp phun ra lửa. Lúc trước sau khi Viên Thắng Thiên chết từng để lại di ngôn, không đến lúc bất đắc dĩ thì không được chọc vào Tiêu Chính Văn. Khoảng thời gian này nhà họ Viên vẫn rất thành thật. Chỉ có tên nhóc Đông Phương Viêm vẫn thích làm ầm ĩ. Nhưng sau khi hắn chết, nhà họ Viên thậm chí đã không còn ý nghĩ trả thù Tiêu Chính Văn nữa. Kết quả Đông Phương Tiếu vừa xuống núi đã liên lạc với ba gia tộc còn lại, còn thề đảm bảo trong vòng 3 tháng sẽ tiêu diệt Tiêu Chính Văn. Lúc này nhà họ Viên mới tham dự vào chuyện này lần nữa. Nhưng Viên Sùng Long hoàn toàn không thể chấp nhận được kết cục trước mắt. Không phải ông ta nhát gan mà là người chưa từng đối đầu trực diện với Tiêu Chính Văn thì đâu thể biết đến sự đáng sợ của anh. Cảm giác đó không thua kém gì đùa giỡn trước mặt một con sư tử. Gia chủ Viên, cậu lo lắng thế làm gì? Đông Phương Tiếu lạnh lùng nhìn Viên Sùng Long. Dù Viên Sùng Long nhỏ tuổi hơn Đông Phương Tiếu rất nhiều, nhưng dù sao cũng là gia chủ của nhà họ Viên, quả thật có tư cách ngồi ngang hàng với cụ ta. Chương 1606 tôi không sợ, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy nhà họ Viên xây thêm mộ thôi. Tiêu Chính Văn quay lại nếu không tính toán rõ ràng thì còn tốt. Nhưng một khi hắn tìm đến chúng ta e là hậu quả khó lường. Có lẽ các ông không biết lúc Tần Vương phản nước, ngay cả Võ Thí Thiên cũng không dám làm gì hắn. Nói cách khác, hắn gây phiền phức cho chúng ta, Võ Thần Tông chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Đây còn không phải là chuyện lớn sao? Viên Sùng Long hít sâu, giọng điệu dần ôn hòa hơn. Hừ hừ, Đông Phương Thiếu lạnh lùng hừ một tiếng. Dù Tiêu Chính Văn không chết nhưng sao cậu biết nhà họ Đông Phương chúng tôi chỉ có một nước cờ này? Là cụ tổ của bốn gia tộc lớn hơn 100 năm trước, tất nhiên Đông Phương Thiếu sẽ không mạo hiểm mọi rủi ro. Ồ, ông cụ Đông Phương vẫn còn con át chủ bài khác sao? Viên Sùng Long quay đầu nhìn Đông Phương Thiếu. Các vị ghé tai lại đây. Đông Phương Thiếu lên tiếng, sau đó nhỏ giọng nói vài câu bên tai mọi người. Hả? Nghe xong mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ông nói thật chứ? Viên Sùng Long kinh ngạc hỏi. Hừ, tuyệt đối không có nửa lời lừa gạt, tôi có thể lấy danh dự của nhà họ Đông Phương ra thề. Đông Phương Thiếu nghiêm túc nói. Ông cụ Đông Phương,
không ngờ thế lực nhà họ Đông Phương lại ẩn nấp kỹ như thế. Viên Sùng Long híp mắt, sắc mặt u ám nói. Ha ha, nếu không có đường lui này, cậu nghĩ tôi thật sự đặt hết hy vọng vào người ngoài sao? Đông Phương Tiếu đắc ý cười nói. Tôi đã nói rồi, thiên hạ này vẫn là của bốn gia tộc lớn chúng ta. Chỉ một con cá lọt lưới như Tiêu Chính Văn sao có thể đánh đồng với chúng ta được chứ? Hơn nữa lúc này Tiêu Chính Văn đã không còn con át chủ bài nào nữa, tôi biết rõ hắn có kỹ năng hay bản lĩnh như thế nào. Thiên hạ đều là của chúng ta, lẽ nào còn không đối phó nổi với một Tiêu Chính Văn nhỏ bé sao? Sắc mặt Đông Phương Tiếu u ám, lạnh lùng nói. Vậy, bên phía Võ Tông có biết chuyện này không? Một khi đại trưởng lão nói gì đó với hắn thì chuyện này khó mà tiếp tục. Nhất là một khi thiên tử nhúng tay vào, ha ha. Đừng nói là Võ Tông, dù có là Hắc Băng Đài cũng tuyệt đối không biết. Thế nên tôi mới khẳng định Tiêu Chính Văn không thể sống quá 3 ngày nữa. Đông Phương Tiếu cười khẩy nói. Như thế thì tốt, nếu không diệt cỏ tận gốc, sau này chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Viên Sùng Long vẫn hơi lo lắng nói. Chương 1607 Đông Phương Tiếu chỉ cười không đáp. Cùng lúc đó trong một trang viên ở Tây Bắc, Long Kinh. Một người đàn ông trẻ tuấn tú đang nhàn nhã ngồi trong mái đình vừa chơi đàn vừa khẽ nhắm mắt lại, ngửi hương thơm thoang thoảng của trầm hương. Cậu chủ, nghe tin tức đáng tin, Tiêu Chính Văn sắp về nước. Một ông lão mặc đồ kiếm sĩ bước đến gần thanh niên thấp giọng nói. Ông lão đó là một cao thủ cảnh giới thiên vương địa cấp 5 sao. Người đàn ông đó lại không thèm mở mắt vẫn bình thản nói. Vốn dĩ còn định để hắn sống thêm một thời gian nữa, nhưng nếu hắn đã muốn chết như vậy thì tôi sẽ rộng lòng tiễn hắn một đoạn. Chỉ là không biết biểu cảm của hắn sẽ thế nào khi tôi xuất hiện trước mặt hắn và thể hiện thực lực hiện giờ của mình. Ngạc nhiên hay là lấy làm lạ, hay là quỳ xuống xin tha. Người đàn ông đó vừa nói vừa khẽ đưa ngón cái đến khẩy nhẹ lên dây đàn. Hoa tươi trong vườn hoa lập tức khô héo, lá xanh bỗng nhiên héo rũ rồi rơi xuống. Sức mạnh trận pháp của thiếu chủ là vô địch thiên hạ. Ông lão vội kính cẩn nói. Nghe nói Tiêu Chính Văn bắt sống Quang Minh Tôn, có chuyện này thật sao? Đông Phương Ngạo Vũ lạnh lùng nói, ngón tay vẫn khẽ gảy lên dây đàn. Đúng thế, nghe nói lúc đó sư phụ của Quang Minh Tôn là Vũ Thiên Tôn cũng có mặt ở hiện trường. Nhưng Tiêu Long cũng xuất hiện, theo tôi phân tích chắc là Tiêu Long đánh Vũ Thiên Tôn lùi bước, còn Tiêu Chính Văn đánh Quang Minh Tôn tàn phế. Ông lão cúi đầu nói, ồ, có thể đánh thắng Quang Minh Tôn, hẳn là hắn còn con át chủ bài khác, là trận pháp sao? Đông Phương Ngạo Vũ không cảm xúc hỏi. Nghe nói Tiêu Chính Văn khá giỏi về trận pháp, nếu không đám người Đường Bách Thành cũng sẽ không chết ở biệt thự nhà họ Tiêu thế nên thiếu chủ không nên sơ suất. Ồ, Đông Phương Ngạo Vũ mở mắt, đôi mắt sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm ông lão. Ông lão vội cúi đầu xuống. Thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Mặc dù người này chỉ mới đến cảnh giới thiên vương 5 sao, tương đương với cảnh giới của ông lão nhưng từ nhỏ Đông Phương Ngạo Vũ đã được đưa đến núi Long Hổ học trận pháp. Hắn lại có khả năng xuất chúng, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã học hết tinh hoa của núi Long Hổ. Chương 1608 hắn biết rất rõ các loại trận pháp, tiện tay tạo ra trận pháp cũng có thể là đòn chí mạng. Cách thức giết người vô hình đó khiến ông lão run rẩy. Dù đều là cảnh giới thiên vương 5 sao cũng chỉ có thể cúi đầu nghe theo lệnh. Nếu so về trận pháp, Tiêu Chính Văn vẫn còn non lắm. Bây giờ chắc Tiêu Chính Văn muốn trở về một cách vinh quang nhỉ. Bảo Đông Phương Lăng đến sân bay đón vua Bắc Lương đi, tiện thể ra oai với cựu vua Bắc Lương một chút. Ý cậu là, ông lão thận trọng ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Ngạo Vũ. Rất đơn giản. Tôi muốn xem sau khi vua Bắc Lương về Long Kinh, không ai đến đón, không ai quan tâm thì mặt mũi của hắn để ở đâu. Còn nữa, truyền đạt lại lời của tôi ra ngoài, ai dám thân thiết với Tiêu Chính Văn thì sẽ bị tiêu diệt cả gia tộc. Vâng, ông lão rời đi. Không lâu sau, Đông Phương Lăng dẫn theo mấy tên đàn em chạy đến sân bay quốc tế. Thấy trong sân bay cực kỳ vắng lặng, không có đội đón tiếp, Đông Phương Lăng cười nhạo nói, hai. Mấy lời của anh Ngạo Vũ cũng hiệu quả phết đấy, một câu thôi đã khiến đám người đó sợ hãi không dám đến đón luôn, ngay cả Tần Vũ cũng sợ nữa là. Cậu Lăng, cậu Ngạo Vũ cao tay thật đấy, giết người trong vô hình, ai mà không sợ.
Đúng thế cậu Ngạo Vũ của chúng ta, về sớm chút nữa thì tên Tiêu Chính Văn đã đi chầu Diêm Vương rồi. Phải phải, tôi thấy tên Tiêu Chính Văn này sống đủ lâu rồi. Mấy tên đó hết người này đến người khác phát huy khả năng nịnh hót của mình, tâng bốc đến độ Đông Phương Lăng cảm thấy không thoải mái. Không lâu sau, Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi cùng xuống máy bay, đi vào hành lang dẫn ra sảnh sân bay thì gặp phải đám người Đông Phương Lăng. Ôi, mọi người nhìn đi, người này là Tiêu Chính Văn vua Bắc Lương từng nổi danh đây còn gì. Đông Phương Lăng bước đến chỉ vào Tiêu Chính Văn lớn giọng nói. Đông Phương Lăng, anh làm trò hề gì ở đây thế? Dương Linh Nhi nhíu mày trợn mắt nhìn Đông Phương Lăng. Đông Phương Lăng cũng chẳng lạ gì cháu gái của ông Dương nữa. Có thể nói trước khi Dương Linh Nhi vào Hắc Băng Đài, họ đều là người cùng một giới. Chỉ là sau đó Dương Linh Nhi trở thành trụ cột của đất nước, còn Đông Phương Lăng vẫn là một cậu ấm nhà giàu ăn chơi. Khoảng cách giữa người với người bị kéo giãn ra từng chút. Tôi chẳng phải tôi lo không có ai đến đón máy bay chuyên dụng của vua Bắc Lương nên cố ý chạy đến đón đây sao? Chương 1609 Đông Phương Lăng cười khẩy, làm gì có ý đến đón người chứ? Cậu Đông Phương, cậu phải để mình rớt giá bao nhiêu mà chạy đến đón anh ta vậy? Bây giờ ai ở Hoa Quốc mà không biết Tiêu Chính Văn đã quá thời rồi chứ, chẳng khác nào con chó hoang bên đường, cậu đừng rước xui xẻo vào người đấy. Một tên đàn em bước đến chế giễu. Đông Phương Lăng nghe thế cũng ngửa đầu bật cười. Tiếng cười của hắn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng mọi người đều chuyển tầm mắt sang nhìn Tiêu Chính Văn. Không một ai không biết đến vua Bắc Lương, nhưng không ai dám bước đến chào hỏi. Đông Phương Ngạo Vũ đã nói, ai dám đến gần Tiêu Chính Văn thì toàn bộ gia tộc sẽ bị giết. Đông Phương Lăng, anh có tư cách gì chạy đến đây giễu cợt anh Tiêu? Mấy tiếng trước, anh Tiêu còn đang cống hiến thân mình cho đất nước, còn anh thì sao? Ngoài việc biết ăn chơi trác táng, anh đã từng làm gì cho đất nước chưa? Dương Linh Nhi bực bội hừ một tiếng, nói. Ha ha, tôi đóng thuế cho nước nhà, Tiêu Pha không cần đóng thuế à? Không có tiền đóng thuế của những người như chúng tôi, lẽ nào Tiêu Chính Văn ở Long Kinh ăn phân hả? Nói khó nghe một chút, không có mấy cậu ấm nhà giàu như tôi góp vào mấy trăm, hàng chục nghìn tệ một ngày thì hắn còn chẳng có phân để ăn nữa kìa. Đông Phương Lăng không kiêng nể gì chế nhạo. Ôi trời, đáng ghét, mẹ kiếp, người nhà Đông Phương thì giỏi lắm chắc. Hừ, sớm muộn loại người này gì cũng gặp quả báo thôi. Cách đó khá xa, đám đông hóng chuyện đều nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng. Tiêu Chính Văn từng cứu Hoa Quốc thoát khỏi nguy hiểm rất nhiều lần, mấy tháng trước còn cứu Long Kinh chỉ trong một đêm. Không có Tiêu Chính Văn thì liên quân năm nước đã tấn công vào Long Kinh từ lâu rồi, đâu có chuyện bây giờ họ vẫn có thể bình yên đứng đây chứ. Thế nên người dân Hoa Quốc đều vô cùng biết ơn và kính trọng Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy chưa, Tiêu Chính Văn còn chẳng nói gì, mà cô ồn ào cái gì hả? Lẽ nào cô không biết người anh em Đông Phương Ngạo Vũ của tôi đã thông báo với tất cả mọi người sao? Có phải cô muốn hại chết cả nhà họ Dương không? Đông Phương Lăng bĩu môi khinh thường nói. Đông Phương Lăng, anh. Chương 1610 Dương Linh Nhi chỉ vào mặt Đông Phương Lăng, tức đến nỗi không nói được câu nào nữa. Tiêu Chính Văn dửng dưng nhìn Đông Phương Lăng, sau đó đi thẳng về khu vực nghỉ ngơi ở lối ra. Ôi này! Vua Bắc Lương yếu ớt thế cơ à, vừa xuống máy bay là phải đi nghỉ ngơi. Mau lên, mau đưa thuốc bổ đến cho vua Bắc Lương. Đông Phương Lăng dứt lời, xung quanh lại vang lên một trận cười, mấy tên đàn em đều cười ngả nghiêng ngả ngửa. Tiêu Chính Văn không thèm để tâm đến đám người Đông Phương Lăng. Lần này anh đến Long Kinh chỉ là trạm trung chuyển. Vì không có chuyến bay thẳng từ nước Lý đến Giang Trung nên bắt buộc phải tạm dừng ở Long Kinh. Sau đó mới quay về Giang Trung. Còn 3 tiếng nữa chuyến bay đến Giang Trung mới cất cánh nên Tiêu Chính Văn mới đến khu vực nghỉ ngơi chờ. Anh Tiêu, mời đi bên này. Dương Linh Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Lăng, sau đó vội vàng bước đến mở cánh cửa kính khu vực nghỉ ngơi VIP cho Tiêu Chính Văn. Đông Phương Lăng liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn, cười khẩy nói, hừ, đợi lát nữa sẽ có màn kịch hay đây. Đúng lúc này bỗng có một người đàn ông trung niên chạy về phía khu vực nghỉ ngơi VIP, vừa chạy vừa lớn giọng nói, dừng lại. Hôm nay khu vực nghỉ ngơi VIP đóng cửa một hôm, cần phải kiểm tra và khử trùng. Người đàn ông trung niên tên là Lý Thừa Vận,
là Tổng Giám đốc sân bay quốc tế. Bình thường chuyện lớn nhỏ ở sân bay đều do một mình ông ta quyết định. Nhưng mấy tiếng trước ông ta nhận được điện thoại của Đông Phương Lăng. Đông Phương Lăng nói với ông ta chỉ cần nghĩ cách khiến Tiêu Chính Văn bị bẽ mặt thì ông ta có thể thăng chức. Nghe nói đối phương là cậu cả nhà họ Đông Phương, nhịp tim Lý Thừa Vận đập nhanh mấy nhịp. Nhà họ Đông Phương một trong bốn gia tộc lớn, nếu có thể bám vào cây cao này thì sau này tiền đồ của ông ta sẽ được thăng tiến. Huống hồ dạo này nhà họ Đông Phương còn xuất hiện thêm một thanh niên tài năng xuất chúng là Đông Phương Ngạo Vũ. Bây giờ nhà họ Đông Phương đã là cực kỳ hưng thịnh ở Long Kinh, thậm chí có xu thế vượt qua cả nhà họ Viên. Thế nên lúc thấy Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi đi về phía khu vực nghỉ ngơi, Lý Thừa Vận lập tức chạy đến, mục đích là muốn gây khó dễ cho Tiêu Chính Văn. Chương 1611 nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi đều ngơ ngác, sau đó không khỏi nhíu mày. Lúc này, bên trong khu nghỉ ngơi VIP có không dưới 20 người đang ở bên trong nghỉ ngơi. Có người đang xem báo ngày hôm nay, có một số người thì đang uống cà phê. Hoàn toàn không hề giống đóng cửa. Vị giám đốc này rõ ràng đang nhắm vào Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi. Giám đốc Lý, làm như vậy không hay đâu, anh ta là Tiêu Chính Văn đấy, từng là vua Bắc Lương, anh ta có đặc quyền sử dụng khu nghỉ ngơi VIP. Nếu như chuyện này bị cấp trên biết được, chúng ta, một nhân viên vội vàng đi tới bên cạnh nhỏ giọng nói với Lý Thừa Vận. Cấp trên ư? Lý Thừa Vận cười khẩy, khinh thường nói, lẽ nào cậu không biết cậu chủ Đông Phương Ngạo Vũ đã lên tiếng, ai có qua lại quá mật thiết với cậu ta thì sẽ giết hết cả nhà người đó. Dù cấp trên có biết thì có thể làm gì được, Lý Thừa Vận vừa nói vừa rút ra một điếu thuốc lá từ trong túi quần rồi châm lửa hút ngay trước mặt mọi người, nhả ra một vòng khói, nói, nếu là nửa năm trước thì tôi thật sự không dám đắc tội với tên Tiêu Chính Văn này. Có điều, lúc đó khác, bây giờ khác. Bây giờ cậu ta không chỉ không còn là vua Bắc Lương mà còn đắc tội với cả bốn gia tộc lớn. So với bốn gia tộc lớn thì cậu ta chỉ là cái rắm. Lý Thừa Vận khinh thường lên tiếng. Đông Phương Lăng lại chắp hai tay sau lưng, đi tới trước mặt liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi, cười khẩy nói, ôi chao, xem ra lần này anh Tiêu về nước không được thuận lợi lắm nhỉ. Có điều, mọi việc đều có nguyên nhân của nó, ai bảo anh Tiêu cứ luôn khinh thường người khác. Ngay cả bốn gia tộc lớn cũng chẳng coi ra gì, bảo sao ngay cả giám đốc sân bay nhà người ta cũng thấy anh chướng mắt. Hay là thế này đi, để tôi mua cho vua Bắc Lương của chúng ta một cái ghế gấp nhỏ, anh chịu thiệt chút xíu, ngồi ở bên cửa một lát, tôi sẽ sai người pha cho anh một bát mì ăn liền nhé. Đám người bên cạnh nghe thấy vậy thì đồng loạt phá lên cười. Đông Phương Lăng, ai bảo anh làm như vậy, anh sẽ phải hối hận. Dương Linh Nhi tức giận, mặt mày tái xanh. Người này là Tiêu Chính Văn đấy, bảo anh ngồi trên ghế gấp nhỏ trước cửa sân bay và ăn mì ăn liền ư. Hừ, được ăn mì ăn liền đã là đãi ngộ cấp hoàng thượng rồi. Theo tôi thấy, ngay cả bát canh cậu ta cũng không có mà húp đâu. Lý Thừa Vận nói với vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, nhếch mép cười khẩy, chúng ta đi, lấy hành lý, ra bên ngoài tìm một quán cà phê ngồi đợi. Tiêu Chính Văn nói bằng giọng điệu hờ hững, hoàn toàn chẳng buồn quan tâm tới mấy trò hề của Lý Thừa Vận. Anh Tiêu, thế nhưng bọn họ ức hiếp người quá đáng mà. Dương Linh Nhi tức tới mức nước mắt lưng tròng. Không cần chấp nhặt với mấy kẻ này làm gì. Chương 1612 Tiêu Chính Văn không muốn gây thêm rắc rối, chỉ muốn nhanh chóng trở về Giang Trung để ở bên cạnh Khương Vi Nhan. Tiêu Chính Văn bước nhanh tới khu lấy hàng hóa, lấy ra vé máy bay của mình và nói, phiền anh một chút, tôi muốn lấy hành lý của mình. Đây đều là những món đồ lưu niệm và mấy món quà nhỏ cho Khương Vi Nhan mà Jason đã đặc biệt mua theo ý của Tiêu Chính Văn trước khi rời khỏi nước Lý. Xin lỗi anh, cấp trên nói trong hành lý của anh có chứa hàng cấm, tạm thời không thể lấy được. Một nhân viên công tác nói với vẻ mặt không chút cảm xúc. Cái gì, trong hành lý của anh Tiêu sao lại có hàng cấm được chứ? Dương Linh Nhi điên tiết. Hành lý của Tiêu Chính Văn là do tự tay cô ta sắp xếp. Bên trong ngoại trừ mấy bộ quần áo ra thì chỉ có một vài món đồ lưu niệm mà thôi. Đừng nói là hàng cấm, bên trong ngay cả một cục pin cũng không có, sao lại có hàng cấm được chứ? Đường đường là vua Bắc Lương mà lại phải chịu nhục như thế khi trở về Long Kinh sao? Đây là hóa đơn xuất cảnh mà bên phía nước Lý cấp cho chúng tôi, cô xem đi, bên trong chỉ có hai con búp bê, một bộ trang sức,
còn có mấy bộ quần áo để thay, lấy đâu ra hàng cấm gì cơ chứ? Dương Linh Nhi lấy ra hóa đơn xuất cảnh của nước Lý đưa cho nhân viên an ninh với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Xin lỗi, tôi không biết cụ thể là món đồ gì vi phạm, nhưng giám đốc nói đồ của anh này có hàng cấm, vậy nên không thể lấy được. Nhân viên đó còn chẳng buồn nhìn bản hóa đơn, lạnh lùng lên tiếng. Cô có biết đây là hành lý của ai không? Dương Linh Nhi đanh mặt nói. Thậm chí, cô ta đã không thể nhẫn nhịn được nữa mà muốn xuất trình giấy chứng nhận đặc biệt của mình ra. Dù gì Tiêu Chính Văn cũng là đại anh hùng trong lòng cô ta, ban nãy anh bị Đông Phương Lăng chế giễu như vậy cô ta đã không thể nhẫn nhịn. Bây giờ, ngay cả một nhân viên công tác của sân bay cũng dám làm khó Tiêu Chính Văn. Đương nhiên biết chứ, Tiêu Chính Văn, nửa năm trước là vua Bắc Lương, bây giờ là dân thường, sao nào? Nhân viên công tác đó lạnh lùng đáp lại một câu. Cô à, cô nghĩ Tiêu Chính Văn vẫn là vua Bắc Lương oai hùng như mặt trời buổi ban trưa sao? Hiện giờ không có chiến tranh, Long Kinh cũng không bị bao vây, anh ta có tác dụng gì nữa đây? Cô nhìn còn trẻ tuổi, vẻ ngoài lại xinh đẹp, tốt nhất nên cách xa loại rác rưởi như Tiêu Chính Văn một chút, qua lại gần gũi nhiều với mấy người giàu có như cậu chủ Đông Phương, điều đấy rất có lợi cho tương lai của cô sau này. Chương 1613 Lý Thừa Vận chắp hai tay sau lưng. Miệng ngậm điếu thuốc, bước đến với vẻ mặt khinh thường. Trước đây Lý Thừa Vận cũng có may mắn được gặp Tiêu Chính Văn mấy lần. Thế nhưng lúc đó Tiêu Chính Văn vẫn là vua Bắc Lương. Thậm chí, vào lúc đại quân năm nước bao vây Long Kinh, ông ta còn đặc biệt chạy ra đón tiếp. Thế nhưng lúc đó, với thân phận của Lý Thừa Vận, đừng nói là nói chuyện với Tiêu Chính Văn ở khoảng cách gần, dù cho có muốn lại gần trong phạm vi 50 mét thì cũng khó như lên trời. Lúc này, ông ta lại có thể đối thoại với Tiêu Chính Văn với dáng vẻ cao ngạo như thế, thật đúng là thế sự vô thường. Càng nghĩ, trong lòng Lý Thừa Vận càng thêm đắc ý. Hơn nữa bây giờ xem ra, Tiêu Chính Văn cũng quá đỗi bình thường. Ông ta sỉ nhục như vậy mà Tiêu Chính Văn lại chẳng đáp trả lời nào. Chẳng trách nhà họ Đông Phương lại cho người chuyển lời, ai có qua lại gần gũi với Tiêu Chính Văn thì sẽ giết hết cả nhà người đấy. Náo loạn cả nửa ngày. Tiêu Chính Văn sau khi thất thế cũng chỉ là một kẻ tầm thường dễ bị bắt nạt mà thôi. Lý Thừa Vận, rốt cuộc ông đang có ý gì? Dương Linh Nhi nhìn bảng tên trước ngực Lý Thừa Vận, lạnh lùng chất vấn. Cô đừng kích động, chúng tôi chỉ đang làm việc theo đúng quy định. Lẽ nào mấy người không biết gần đây nước Lý đang tràn lan một loại ký sinh trùng hay sao? Chúng tôi cũng là vì sự an toàn của mấy người và cả người nhà mấy người. Vậy nên tạm thời giữ hành lý của mấy người để làm kiểm tra bắt buộc. Lý Thừa Vận cười khẩy giải thích. Bây giờ tôi ra lệnh cho ông, lập tức, không đợi Dương Linh Nhi nói xong, Lý Thừa Vận đã giơ tay mở giấy chứng nhận đặc biệt của cô ta ra rồi nói, bớt thể hiện mấy cái này trước mặt tôi đi, ở nơi này, ông đây chính là trời. Tôi nói giữ hành lý của ai thì phải giữ của người đó. Vua Bắc Lương là cái thá gì, thời đại hòa bình, ai còn cần tới đám lính què như mấy người. Ở trước mắt tôi, vua Bắc Lương chỉ là một bãi phân. Lý Thừa Vận gân cổ họng lên, gầm gừ phẫn nộ như kẻ điên bên trong sảnh chờ. Ha ha, Đông Phương Lăng nghe vậy thì ngửa mặt cười lớn, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, sao nào, rất giận nhỉ. Đáng tiếc quá, nơi này là sân bay quốc tế, chỉ cần anh dám đánh nhân viên công tác thì ngày mai anh sẽ trở nên nổi tiếng ngay thôi. Đông Phương Lăng vừa nói vừa chỉ tay vào mấy phóng viên đang đứng cách đó không xa. Mấy người này đều nhận được điện thoại của Đông Phương Lăng nên mới tới. Chương 1614 Lý Thừa Vận chọc giận Tiêu Chính Văn giống như một con chó điên, chỉ là một bước trong kế hoạch đó. Chỉ cần Tiêu Chính Văn ra tay với Lý Thừa Vận thì lập tức báo ngày hôm sau sẽ cho đăng bài vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn ra tay đánh dân thường. Điều này sẽ bôi nhỏ toàn bộ danh tiếng và công trạng trước đây của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng quay người nhìn Lý Thừa Vận lúc này đang giống như một con chó điên chửi rủa không ngừng, anh cười nhạt nói, có phải ông nghĩ rằng ôm đùi nhà họ Đông Phương là có thể tùy ý làm sằng làm bậy rồi không? Thật ra Tiêu Chính Văn không định chấp nhận với loại người như ông ta làm gì. Thế nhưng, một số hành động của ông ta đã đụng chạm đến giới hạn của Tiêu Chính Văn. Hừ, ông đây cứ làm sằng làm bậy đấy. Cả cái sân bay này, lời tôi nói là nhất. Cậu có thể làm gì được tôi? Có bản lĩnh thì đánh tôi đi này. Không phải cậu rất giỏi đánh đấm sao? Nào nào nào, đây là mặt của tôi,
cậu đánh một phát tôi xem nào. Lý Thừa Vận tiến lên trước vươn cổ ra, vỗ lên trên mặt mình, vênh váo với Tiêu Chính Văn. Chương 1615 việc Lý Thừa Vận điên cuồng gào thét chẳng mấy chốc đã thu hút đám đông đứng túm tụm lại xung quanh hóng chuyện. Đúng lúc này, một cô gái trẻ trung xinh đẹp tháo kính râm xuống rồi bước ra khỏi đám người. Cô gái trẻ này có cách ăn diện vô cùng gợi cảm và sang chảnh, bên dưới chiếc váy dài màu đen lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, rất mê người. Chỉ có điều vẻ mặt của cô ta lại vô cùng cao ngạo, bước về phía khu nhận hành lý với ánh mắt khinh thường. Cô ta tên là Lâm Mộng Mộng, cô chủ của tập đoàn Lâm Thị. Ở Long Kinh cũng miễn cưỡng được coi là cô gái trẻ đẹp trong giới thượng lưu. Giám đốc Lý, lâu lắm không gặp, Lâm Mộng Mộng thường xuyên phải bay qua bay lại giữa các nước để bàn chuyện làm ăn, do đó cũng là khách quen của sân bay. Bởi thế nên cũng khá thân quen với Lý Thừa Vận. Thế nhưng, không phải cô ta đặc biệt đi tới để chào hỏi Lý Thừa Vận. Dù sao từ phương diện nào đó mà nói, một giám đốc sân bay nhỏ bé như Lý Thừa Vận hoàn toàn không có cùng đẳng cấp với mấy người như Lâm Mộng Mộng. Cô ta đặc biệt đi tới để nhìn Tiêu Chính Văn. Người này từng là vua Bắc Lương mà biết bao nhiêu người phải ngước nhìn, nếu đổi lại là nửa năm trước thì ngay cả việc đứng gần Tiêu Chính Văn, cô ta cũng không có cơ hội. Suy cho cùng, bất luận là Long Kinh hay là Hoa Quốc, đứa con kế thừa một gia tộc nhỏ bé với khối tài sản chỉ mấy tỷ tệ như cô ta rõ ràng nhiều vô số, có đếm cũng không xuể. Mà Tiêu Chính Văn lại là quân hồn của Hoa Quốc, là anh hùng của Hoa Quốc, thậm chí dùng cụm từ tín ngưỡng của Hoa Quốc để hình dung thì cũng không ngoa. Có cô gái xinh đẹp nào không hy vọng được gả cho một người đàn ông giống như Tiêu Chính Văn? Có người phụ nữ nào lại không hy vọng có thể bước đến gần Tiêu Chính Văn hơn một chút? Thế nhưng trước đây, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội. Từng có một lần Tiêu Chính Văn ra nước ngoài tham dự một hội nghị quan trọng, lúc anh trở về Hoa Quốc, Lâm Mộng Mộng đã đợi ở sân bay một ngày một đêm chỉ để xin chữ ký của Tiêu Chính Văn, nhưng đáng tiếc là ngay cả cơ hội nói với Tiêu Chính Văn một câu. Cô ta cũng chẳng có. Vậy mà không ngờ hôm nay cô ta lại có thể gặp được người đàn ông trong truyền thuyết ở đây. Có điều, sau khi Lâm Mộng Mộng tận mắt nhìn thấy Tiêu Chính Văn ở khoảng cách gần thì lại hơi thất vọng. Sau khi mất đi sự hỗ trợ của quyền lực, Tiêu Chính Văn cũng trở nên tầm thường như thế. Bị một tên giám đốc nhỏ bé của sân bay chửi rủa nhưng lại không dám đáp trả cũng không dám đánh lại. Xem ra tất cả đàn ông đều giống nhau. Dù là Tiêu Chính Văn thì cũng không ngoại lệ. Trước đây cô ta càng ôm trong lòng mộng tưởng đẹp đẽ, càng cảm thấy không thể với tới được đối phương bao nhiêu thì cảm giác hụt hẫng trong lòng lúc này lại càng lớn, càng cảm thấy hành động ấu trĩ ban đầu của mình nực cười bấy nhiêu. Đặc biệt là sau khi cả Long Kinh đều hay tin về lệnh cấm của Đông Phương Ngạo Vũ, Lâm Mộng Mộng càng cảm thấy Tiêu Chính Văn chẳng còn gì hay ho nữa. Cô Lâm, chào cô. Lý Thừa Vận vội vàng gật đầu với Lâm Mộng Mộng xem như chào hỏi. Giám đốc Lý, vị này chính là vua Bắc Lương khi trước, anh Tiêu Chính Văn không ai sánh bằng đó sao? Lâm Mộng Mộng cố tình lớn tiếng hỏi. Không sai, vị này chính là vua Bắc Lương trước kia. Lâm Thừa Vận đắc ý cười nói. Theo tôi thấy, chuyện này là do ông không đúng, anh Tiêu có thân phận thế nào cơ chứ, đám thường dân như chúng ta muốn đứng gần thôi cũng chẳng được. Dù hiện giờ anh Tiêu không có gì trong tay, không còn là vua Bắc Lương nữa thì ông cũng không thể làm khó anh Tiêu như vậy. Cô ta nói thế, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nghe ra cô ta đang thầm chế giễu Tiêu Chính Văn. Đặc biệt vào lúc nói ra ba chữ vua Bắc Lương thì còn cực kỳ lớn tiếng, cứ như thể sợ người khác không biết thân phận của Tiêu Chính Văn. Ha ha, cô Lâm, cô cũng biết đó là quá khứ, dù gì trong những tháng năm hòa bình hiện nay. Dù cậu ta vẫn còn là vua Bắc Lương thì cũng không thể có đặc quyền được, đúng không nào? Lý Thừa Vận lại lên tiếng rất ăn ý. Lý Thừa Vận, ông có biết mình đang làm gì không? Dương Linh Nhi thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, đôi mắt xinh đẹp trợn trừng như quả chuông, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Chương 1616 đương nhiên tôi hiểu rõ mình đang làm gì, hơn nữa tôi còn biết hai người đều không phải người bình thường, muốn giơ tay đánh tôi sao? Cô đừng quên bên đó còn có không ít phóng viên, chỉ cần cô dám ra tay tôi sẽ có thể khiến cho Tiêu Chính Văn thân bại danh liệt. Lý Thừa Vận vô cùng đắc ý nhe răng, nhếch miệng cười nói. Giám đốc Lý, ông xem thế này có được không? Thật ra trước đây tôi cũng rất sùng bái anh Tiêu, chỉ bằng ông nể mặt tôi một chút, trả lại đồ cho anh ta đi.
Lâm Mộng Mộng khẽ cười nói. Nghe thấy lời này, Dương Linh Nhi thật sự nổi điên. Lâm Mộng Mộng này rốt cuộc có ý gì? Nếu như Tiêu Chính Văn lên tiếng, ông đây sẽ chẳng coi ra gì, có điều cô Lâm đã có lời thì tôi nhất định phải nể mặt cô thôi. Lý Thừa Vận vừa nói vừa gật đầu đưa mắt nhìn Lâm Mộng Mộng, nở một cụ cười ngầm hiểu ý nhau. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra Lâm Mộng Mộng đang thừa cơ trà đạp Tiêu Chính Văn, thậm chí còn khiến cho Tiêu Chính Văn phải xấu mặt trước đám đông. Dù Tiêu Chính Văn không còn là vua Bắc Lương nữa thì người bình thường cũng tuyệt đối không thể so bì được. Thế nhưng lúc này anh lại phải cần tới một người phụ nữ ra mặt giúp đỡ. Hơn nữa, một người phụ nữ mà lại có thể diện cao hơn Tiêu Chính Văn. Nếu như chuyện này truyền ra bên ngoài, dù cho hôm nay Tiêu Chính Văn không ra tay thì chắc chắn cũng sẽ mất hết thể diện. Ha ha ha, Đông Phương Lăng vô cùng khoa trương ngửa mặt cười lớn cả một phút đồng hồ, chỉ tay vào Tiêu Chính Văn rồi nói với đám người đang đứng xem xung quanh, mọi người đều nghe thấy rồi chứ. Thật sự khiến tôi quá thất vọng, vị này là vua Bắc Lương, là chủ soái của quân Phá Long năm xưa đấy. Nào nào nào, mọi người cùng nhìn xem. Chủ soái của quân Phá Long hóa ra lại là hạng người cần một người phụ nữ ra mặt thay cho mình. Có thể nhìn ra được suốt bao nhiêu năm nay, Tiêu Chính Văn đã nói dối đám dân thường chúng ta bao nhiêu chuyện rồi. Người xưa có câu, binh lính bất tài thì chỉ là chuyện của một người, tướng bất tài thì ảnh hưởng tới cả đội quân. Quân Phá Long có loại chủ soái như Tiêu Chính Văn thì những thắng lợi mà khi trước bọn chúng khoe khoang có thể là thật hay sao? Bây giờ tôi thật sự hoài nghi liệu có phải tên Tiêu Chính Văn này giết người vô tội để lập công giết giặc hay không? Hắn vừa dứt lời, đám người xung quanh đều hít sâu một hơi. Bọn họ đều đã nhìn thấy hết cảnh tượng ban nãy. Chương 1617 quả thực Tiêu Chính Văn chưa nói lời nào, cũng chưa hề ra tay với Lý Thừa Vận, hơn nữa dường như vẫn luôn nhẫn nhịn. Nếu như Tiêu Chính Văn thật sự lợi hại giống như những gì chiếu trên TV thì anh có thể để mặc cho loại người hèn mọn như Lý Thừa Vận diễu võ dương oai trước mặt mình hay sao? Anh có thể cho phép Lâm Mộng Mộng sỉ nhục mình công khai như vậy à? Mấu chốt nhất là hành lý của Tiêu Chính Văn bị phía sân bay giữ lại, tới cuối cùng lại cần tới một người phụ nữ ra mặt giúp đỡ. Chuyện này, ôi chao, cậu chủ Đông Phương nói cũng không phải không có lý, đừng thấy Tiêu Chính Văn trên TV tài giỏi mà lầm. Trong thực tế, một kẻ hèn nhát như vậy có thể lãnh đạo quân Phá Long trăm trận trăm thắng sao? Tôi thấy không giống lắm, nếu như quân Phá Long thật sự hùng dũng tới vậy thì chủ soái của bọn họ phải lợi hại tới mức nào cơ chứ? Tiêu Chính Văn này, thật sự hơi kém cỏi. Ôi chao, nói không chừng bên trong còn có ẩn khúc gì đó, cũng có thể anh ta là một vật phẩm tuyên truyền, ngay cả quân Phá Long cũng chỉ là giả mà thôi. Đám người xung quanh bàn tán xôn xao. Nhưng rõ ràng đều đã nghiêng về phía Đông Phương Lăng. Lúc Lâm Mộng Mộng giơ tay muốn lấy hành lý của Tiêu Chính Văn từ đầu tới cuối vẫn chưa hề lên tiếng đột nhiên lạnh lùng nói, không làm phiền nữa. Lâm Mộng Mộng nhìn lướt qua Tiêu Chính Văn nũng nịu nói, anh Tiêu, anh đừng khách sáo với tôi, ai bảo tôi trước đó cũng là một trong số những người hâm mộ anh làm gì, cứ nghĩ anh là một nhân vật tầm cỡ rất giỏi giang cơ đấy. Mặc dù hình như tôi nhìn lầm nhưng dù sao cũng là giấc mộng thời con gái của tôi. Đừng nhìn bây giờ anh đã sa sút phong độ mà lầm, mặc dù thường nói phượng hoàng sụt giảm phong độ còn chẳng bằng con gà nhưng tôi lại là người có trái tim nhân hậu. Lời nói bóng gió của Lâm Mộng Mộng sắc bén như dao, dường như câu nào cũng ngấm ngầm làm tổn thương Tiêu Chính Văn. Hàm ý của cô ta cũng rất rõ, đừng thấy anh từng là ánh hào quang mà lầm. Bây giờ anh không còn như trước thì cũng chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả. Tôi lấy hành lý giúp anh chẳng qua chỉ là đang bố thí mà thôi. Chẳng khác gì tôi bố thí tiền lẻ cho ăn xin ven đường. Anh Tiêu, không biết anh còn nhớ không? Mấy năm Chu Sô Xê cũng tại sân bay này, lúc đó anh tham gia, à phải rồi, anh trở về Long Kinh từ Hiệp hội cấp cao 9 nước. Anh biết không? Sáng sớm hôm đó tôi ngốc nghếch đợi ở cửa sân bay hơn 4 tiếng chỉ vì muốn xin chữ ký của anh, nhưng tiếc là cảnh vệ của anh không cho tôi bước đến trước. Chương 1618 lúc đó tôi thật sự cảm thấy rất hụt hẫng, suýt nữa đã tự sát vì chuyện này, bây giờ nhớ lại lúc đó mình ngốc thật, chỉ vì một người đàn ông mà làm thế đúng là không đáng. Anh nhìn người đàn ông bên kia đi, tôi thấy anh ta còn dễ nhìn hơn anh bây giờ nhiều. Lâm Mộng Mộng không hề che giấu hận thù trong lòng mình, nói thẳng mấy lời chế giễu châm chọc. Tiêu Chính Văn lười để ý đến người phụ nữ không biết tên trước mặt,
anh xoay người nói với Lý Thừa Vận, lúc nãy ông nói sao? Ông là ông trời ở đây à? Còn nữa, ông nói công lao của quân Phá Long đều là giả ư? Tiêu Chính Văn nở nụ cười bình thản, nhưng trong mắt lại hiện lên sát khí ngùn ngụt. Sỉ nhục anh thì không sao, Tiêu Chính Văn cũng không so đo với đám hề này. Nhưng quân Phá Long không thể bị vu oan. Đó là một đội quân thép vô số lần vượt qua chông gai, đắm mình trong biển lửa chiến đấu vì Hoa Quốc. Mỗi người trong số họ đều đáng được kính trọng. Mỗi một người đều cống hiến nhiệt huyết của mình cho đất nước này. Như một vị binh sĩ già của quân Phá Long đã xuất ngũ vì thương tật từng nói, sở dĩ trong mắt tôi thường chứa đầy nước mắt là vì tôi cực kỳ yêu đất nước này, yêu mảnh đất này. Những người như thế sao có thể để loại người không có học thức như Đông Phương Lăng và Lý Thừa Vận tùy ý hạ thấp, mắng nhiếc. Ông đây đã nói đấy, thế nào? Cậu muốn đánh người à? Đến đây đi, hai bên mặt ông đây này, muốn đánh thế nào thì cứ đánh, đừng nương tay. Lý Thừa Vận đưa mặt mình ra, rồi lại rụt đầu lại bật cười thành tiếng. Cậu nói đúng, ông đây chính là ông trời ở sân bay này. Hơn nữa ông đây có thể nói cho cậu biết. Hôm nay ông muốn giúp cậu chủ nhà họ Đông Phương công kích cậu. Cả đời này cậu đừng mơ có thể lấy được hành lý, bốp. Ông ta chưa nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã tát lên mặt ông ta một bạt tai đau điếng. Cả người Lý Thừa Vận bị đánh văng ra xa hơn 10 mét. Phụt, Lý Thừa Vận còn chưa rơi xuống đất đã nôn ra một ngụm máu lớn. Cậu dám đánh tôi ư? Tiêu Chính Văn đánh người. Tiêu Chính Văn ức hiếp người dân. Lý Thừa Vận vùng vẫy bỏ dậy, chỉ vào Tiêu Chính Văn lớn giọng hét, Tiêu Chính Văn, cả sân bay đều có camera, cậu dám đánh tôi, đằng sau ông đây còn có nhà họ, bốp. Chương 1619 lần này không phải là một cú tát nữa, mà là một cú đấm. Cả người Lý Thừa Vận như diều đứt dây văng ra xa, đập mạnh người vào cửa kính ở sảnh lớn phòng chờ. Choang, từng miếng thủy tinh bị cả người ông ta đập vào vỡ tan tành. Đằng sau ông là nhà họ Đông Phương à? Tiêu Chính Văn khẽ cười, chẳng qua nụ cười của anh cực kỳ lạnh lẽo. Dù gia chủ nhà Đông Phương có đến cũng không xứng vênh váo ở trước mặt tôi. Thấy Tiêu Chính Văn đến gần mình, Lý Thừa Vận hoảng sợ hai chân mềm nhũn, không đứng lên được. Mau, mau lên, bảo vệ sân bay đâu? Mau bắt cậu ta lại, cậu ta quấy rối trật tự ở sân bay, ra tay đánh người. Mau bắt cậu ta lại. Lý Thừa Vận vội vàng bò ra phía cửa, thi thoảng còn quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Tên nào không sợ chết cứ bước đến đây. Lời nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn lọt vào tai bảo vệ khiến đám bảo vệ khiếp sợ đứng ngây ngốc ở đó. Người đó là Tiêu Chính Văn. Kết cục của liên quân năm nước thế nào? Còn không phải bị Tiêu Chính Văn chặt đầu hết 200.000 người đó sao? Thống soái năm nước ra sao? Còn không phải chết trong tay Tiêu Chính Văn đó sao? Họ, chẳng là cái quái gì cả. Mấy chục bảo vệ như người gỗ đứng sững sờ nhìn Tiêu Chính Văn, thậm chí còn không dám thở mạnh. Thấy đám bảo vệ không dám động đậy, Lý Thừa Vận hung ác trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, cậu đã không còn là vua Bắc Lương nữa, cậu dám đánh tôi sao? Tôi chưa xong chuyện với cậu đâu. Ồ, chưa xong chuyện với tôi cơ à? Được thôi. Vậy tôi muốn xem ông sẽ làm gì. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc xéo Lý Thừa Vận. Mới có một tháng ngắn ngủi không về Long Kinh mà Long Kinh đã thay đổi khiến Tiêu Chính Văn rất ngạc nhiên. Có vẻ như nhà họ Đông Phương lại nhảy ra làm loạn sau nhà họ Viên. Xem ra bốn gia tộc lớn vẫn chưa nhận được bài học nhớ đời. Chương 1620 nói xong, Tiêu Chính Văn lấy điện thoại ra tìm đến một số điện thoại, sau đó gọi đi. Cậu Tiêu, cậu đến Long Kinh rồi à? Tôi đi đón cậu. Đầu bên kia vang lên giọng nói khách sáo của Tần Vũ. Không cần đâu, Tổng Giám Đốc sân bay nói ông ta là ông trời ở đây. Hơn nữa còn bắt tay với nhà họ Đông Phương nhắm vào tôi, anh đến đây thì đừng để bị ông ta giữ lại. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cúp máy luôn. Nghe âm thanh cúp máy ở đầu bên kia, mặt mày Tần Vũ trắng bệch. Ai cũng có thể nghe ra sự tức giận đã đến cực điểm trong lời nói của Tiêu Chính Văn. Mẹ kiếp, Tần Vũ thầm nghiến răng, cầm điện thoại gọi cho Lư Phụng Quân chủ tịch sân bay quốc tế Long Kinh. Lư Phụng Quân, mẹ kiếp, ông ăn gan hùm rồi hay sao mà dám chặn đường vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn thế hả? Bất kể bây giờ cậu ta có binh quyền hay không thì cái danh vẫn còn đó.
cấp dưới mà mạo phạm cấp trên thì chỉ có khả năng cả gia tộc bị giết. Mẹ kiếp, ông tự nghĩ cách làm sao đi. Nói xong Tần Vũ không đợi Lư Phụng Quân giải thích bèn cúp máy luôn. Lúc này Lư Phụng Quân trợn mắt, thậm chí chưa kịp nói câu nào đã nghe đầu bên kia điện thoại mắng nhiếc, sau đó bị cúp máy. Nhưng Lư Phụng Quân cũng phản ứng lại rất nhanh, gọi trợ lý, mau lên, đến sảnh lớn. Cùng lúc đó, trong sảnh lớn ở sân bay. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu nghĩ cậu vẫn là vua Bắc Lương như trước đây sao? Còn giả vờ giả vịt nữa. Đắc tội với bốn gia tộc lớn, ai sẽ chống lưng cho cậu? Lý Thừa Vận vừa lau máu bên khóe môi vừa tức giận mắng nhiếc. Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến ông ta, chỉ chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ đứng đó khẽ nhắm hai mắt lại đợi kết quả. Không đến 5 phút sau, Lư Phụng Quân dẫn theo một đoàn người chạy đến sảnh lớn với tốc độ chạy nước rút 100 mét. Hừ, Tiêu Chính Văn, lần này cậu tiêu rồi. Chắc chắn chủ tịch đã nhìn thấy video cậu đánh người, cậu cứ đợi ngồi tù đi. Lý Thừa Vận chỉ vào Tiêu Chính Văn đắc ý bật cười nói. Bốp, vừa dứt lời, Lư Phụng Quân đã tát lên mặt Lý Thừa Vận một bạt tai. Ông ăn gan hùm rồi hay sao đấy? Ngay cả vua Bắc Lương mà cũng dám cản đường. Bản thân ông muốn chết thì tự đi nhảy lầu hoặc treo cổ đi, đừng làm liên lụy đến ông đây, mẹ kiếp. Ông có thể gọi thẳng danh hiệu vua Bắc Lương được sao? Người đâu? Chương 1621 Lư Phụng Quân sắp tức phát điên. Lúc nhận được điện thoại của Tần Vũ, cả người ông ta vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Nhưng khi xem camera giám sát, hai mắt ông ta suýt nữa rơi ra ngoài. Sếp Lư, tôi, Lý Thừa Vận hoảng hốt, mặt đầy mồ hôi lạnh. Người đâu, đánh chết cho tôi, đánh đến chết mới được ngừng. Lư Phụng Quân chỉ vào Lý Thừa Vận tức giận quát. Thấy mấy bảo vệ bước đến bao vây mình, Lý Thừa Vận cũng sửng sốt. Không để ông ta giải thích thêm lời nào, tiếng tát tai vang lên rất rõ trong sảnh lớn sân bay. Lý Thừa Vận hét lên mấy tiếng thảm thiết, mãi đến khi ông ta bị đánh đến mức chỉ biết kêu lý nhí, nhưng mấy bảo vệ đó không có ý định dừng tay. Sếp Lư, đừng đánh nữa, tôi sắp bị đánh chết rồi. Sếp Lư, Tiêu Chính Văn đã không còn là vua Bắc Lương nữa rồi, tôi... Không phải là vua Bắc Lương ư. Ông ăn gan hùm mật gấu mà dám truyền lệnh thay thiên tử. Hôm nay ông đây không đánh ông thì không phải họ Lư. Mắt Lư Phụng Quân như sắp phun ra lửa. Thiên tử chỉ có lệnh Liễu Thanh thay mặt Tiêu Chính Văn thực thi công việc của quân Bắc Lương, nắm quyền chỉ huy quân Phá Long. Chứ đã nói cách chức Tiêu Chính Văn bao giờ đâu. Ngay cả Lư Phụng Quân cũng sẽ bị liên lụy khi nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy. Lư Phụng Quân không nhẫn nhịn được nữa, vung tay lên tát cho ông ta một bạt tai. Sếp Lư, tôi chỉ đang làm việc cho nhà họ Đông Phương. Phía sau tôi có nhà họ Đông Phương chống lưng. Cậu chủ nhà họ Đông Phương, cứu mạng, mau cứu tôi sắp bị đánh chết rồi. Bốp bốp bốp, cho dù Lý Thừa Vận hô hoán thế nào, bảo vệ ở hai bên đều xách cổ áo ông ta lên, giơ tay điên cuồng đánh mạnh vào mặt Lý Thừa Vận như không cần tiền. Sếp Lư. Tôi cũng là người trong cơ chế nhà nước như ông, tôi nói cho ông biết, ông dám đánh tiếp thì tôi sẽ đi kiện ông. Lý Thừa Vận bị đánh thê thảm, hai gò má sưng phù chảy máu. Nếu còn đánh tiếp nữa, e là ông ta không thể sống sót rời khỏi đây. Chương 1622 thế nên ông ta chỉ đành uy hiếp Lư Phụng Quân. Cơ chế nhà nước, ông còn dám nhắc đến mấy chữ này với tôi à? Được lắm. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố ông bị đuổi việc. Bắt đầu từ bây giờ ông không còn quan hệ gì với sân bay nữa, đánh chết cho tôi. Mặt mày Lư Phụng Quân nhăn nhó, tên Lý Thừa Vận là tên đầu heo. Chuyện đã đến nước này mà còn không nhìn ra tình hình nữa sao? Sở dĩ ông ta bảo người đánh Lý Thừa Vận là cho ông ta cơ hội xin lỗi Tiêu Chính Văn. Chỉ cần xin Tiêu Chính Văn tha thứ thì mọi chuyện sẽ được hóa giải. Đẩy hết trách nhiệm cho người nhà họ Đông Phương, đến lúc đó chẳng phải ông ta và Lý Thừa Vận có thể không bị tổn thất gì sao? Nhưng tên ngốc này lại nhắc đến nhà họ Đông Phương để đe dọa Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn là ai cơ chứ? Là người đã giết Viên Thắng Thiên. Truyền hình cả nước đều phát sóng trận đấu đó, lẽ nào tên này mù rồi sao? Bây giờ Tiêu Chính Văn không còn giữ chức vụ gì, chỉ là một người dân bình thường thì có thể là người mà họ có thể chọc vào sao?
chỉ cần anh tùy ý giơ tay lên là có thể tiêu diệt đám bọn họ, vậy mà tên này còn chạy đến khiêu khích người ta như chó điên. Lư Phụng Quân run rẩy vì tức giận. Càng quan trọng hơn là ông ta rất sợ, từ nãy đến giờ Tiêu Chính Văn vẫn đứng đó không nói một câu nào, cũng không thèm liếc nhìn ông ta một cái. Đáng sợ nhất không phải là đối phương tức giận mắng người mà là đối phương không nói một lời nào. Ai mà biết Tiêu Chính Văn đang nghĩ gì, đâu thể biết được Tiêu Chính Văn định xử lý họ thế nào. Lư Phụng Quân sốt ruột sắp khóc đến nơi, dù bây giờ Tiêu Chính Văn đánh ông ta hai bạt tai, ông ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lư Phụng Quân, tại sao ông lại sa thải tôi có tại sao ư? Hừ, sa thải ông, sau ngày hôm nay ông đây sẽ đích thân đến Long Các tạ tội, sa thải ư? Nói thật với ông nhé, có thể giữ được mạng sống thì xem như mạng ông lớn lắm rồi. Lư Phụng Quân nước mắt lưng tròng chỉ vào Lý Thừa Vận khàn giọng gầm lên. Sau khi ông ta chạy đến đây, điện thoại nhận được một tin nhắn bảo sáng sớm mai ông ta tự mình đến Long Các để giải thích chuyện này. Mẹ kiếp, đọc đến hai chữ Long Các, Lư Phụng Quân suýt ngất tại chỗ. Với chức vụ thấp bé này của ông ta dù trải qua 10 đời cũng không có tư cách bước qua ngưỡng cửa Long Các. Chương 1623 đó là cơ quan quyền lực cao nhất Hoa Quốc. Dù là một cánh cửa lớn của Long Các cũng có thể lớn hơn ông ta 6-7 cấp bậc. Đến Long Các ngoài việc bị phạt ra, ông ta không nghĩ ra được lý do thứ hai. Vừa nghĩ đến Long Các, lòng Lư Phụng Quân nguội lạnh như cho tàn. Nếu không thể xin Tiêu Chính Văn tha thứ thì cả nhà ông ta có khả năng bị giết. Quốc pháp không hề khoan dung cho bất cứ ai. Nhưng tên ngốc Lý Thừa Vận này còn hỏi tại sao lại sa thải ông ta. Tôi không tin, Tiêu Chính Văn là cái thá gì, giờ cũng chẳng phải là những năm chiến tranh loạn lạc, liên quân các nước đã lui về nước rồi, ai còn xem trọng cậu ta. Hừ, không cần ông đuổi tôi, ông đây không làm nữa. Cậu chủ Đông Phương, cứu mạng, cuối cùng tiếng kêu cứu của Lý Thừa Vận cũng làm Đông Phương Lăng cảm động. À, sếp Lư phải không? Thả người ra trước đi, đây là sân bay quốc tế, phải chú ý đến tầm ảnh hưởng quốc tế của Hoa Quốc chúng ta. Đánh người ở đây còn ra thể thống gì nữa? Đông Phương Lăng vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho mấy tên đàn em. Mấy tên đó vội bước đến dùng sức đẩy mấy bảo vệ còn đang giơ tay lên định đánh Lý Thừa Vận. Sau đó chúng kéo Lý Thừa Vận đến cạnh Đông Phương Lăng như đang kéo một con chó chết, lúc này ông ta mới thoát khỏi trận đánh. Hừ, ông đây bị sa thải thì sao? Sau này tôi đi theo cậu chủ nhà họ Đông Phương, để tôi xem Lư Phụng Quân ông và Tiêu Chính Văn còn dám làm gì tôi. Lý Thừa Vận lau máu trên mặt, miệng vẫn không biết hối cải kiêu ngạo nói. Vừa nghĩ đến việc hôm nay ông ta đã thể hiện sự trung thành trước mặt Đông Phương Lăng. Nói không chừng sau này có thể làm chân sai vặt cho nhà họ Đông Phương, chẳng phải tốt hơn làm một tổng giám đốc sân bay nhiều sao. Nghĩ thế Lý Thừa Vận cảm thấy được an ủi. Quay đầu lại nhìn Lý Thừa Vận đã bị đánh tả tơi, Dương Linh Nhi lắc đầu cảm thấy hơi thương hại. Xem ra ông ta hoàn toàn không ý thức được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc nãy Tiêu Chính Văn đã gọi cho Tần Vũ. Chương 1624 mà Tần Vũ là ai? Người nắm quyền thật sự của Hắc Băng Đài. Ngoài Long Các, Võ Tông, trưởng lão Tông Miếu ra thì bất kể là ai trong giới quan chức, Hắc Băng Đài cũng đều có thể tiền trảm hậu tấu. Đây chính là quyền lợi của Hắc Băng Đài, chính là sứ mệnh Hoa Quốc giao cho Hắc Băng Đài. Bảo vệ tất cả những người trung thành với Hoa Quốc, giết hết mọi kẻ ngăn cản Hoa Quốc phát triển. Không đợi Đông Phương Lăng lên tiếng, cách sân bay không xa có hơn 20 chiếc xe màu đen chạy đến. Sau đó một đội nhân viên chấp pháp lập tức bao vây sân bay. Hơn nữa, vài người đàn ông trung niên mặc đồ vest vô cùng sốt ruột sải bước nhanh chóng đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương, thuộc hạ quản lý không nghiêm, xin vua Bắc Lương trách phạt. Một người đàn ông trung niên dẫn đầu đứng nghiêm cúi đầu xuống nói. Mồ hôi lạnh trên mặt ông ấy rơi xuống đất. Ông ấy nhắm chặt hai mắt, cơ thể không ngừng run rẩy. Giang Chấn Hoài, chủ tịch thành phố Long Kinh, ngay cả chủ tịch cũng sợ hãi thành bộ dạng này, Lư Phụng Quân suýt nữa tè ra quần. Hôm nay gây ra phiền phức lớn rồi. Từ giọng điệu lắp bắp của Giang Chấn Hoài có thể biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Chủ tịch Giang, sao ông lại đến đây? Lý Thừa Vận hoang mang nói,
mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Là chủ tịch Long Kinh đó, là người có cấp bậc ngang ngửa với chủ tịch của các tỉnh khác. Bình thường đừng nói là gặp mặt, có thể liếc mắt nhìn một cái thôi cũng khó như lên trời. Sự xuất hiện của Giang Trấn Hoài khiến mọi người đều sửng sốt, tự nhủ lớn chuyện rồi đây. Chú Giang, Lâm Mộng Mộng cũng từng đi theo gia đình gặp Giang Trấn Hoài nên không lạ gì với ông ấy. Nhưng bất kể là Lý Thừa Vận hay Lâm Mộng Mộng, Giang Trấn cũng không quan tâm, ông ấy chỉ cúi đầu đứng bên Tiêu Chính Văn không buồn động đậy, không có sự cho phép của Tiêu Chính Văn, ông ấy không dám làm gì cả. Chương 1625 phạch phạch phạch, đúng vào lúc này, những tiếng vang lớn của máy bay trực thăng đột nhiên truyền tới, hơn 20 chiếc máy bay trực thăng quân dụng bay thẳng về phía sân bay. Thậm chí khi máy bay vẫn còn chưa hạ cánh, một sĩ quan đeo hàm cấp tướng đã nhảy thẳng từ trên máy bay xuống rồi tiến vào trong sân bay. Ông ta đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, đứng nghiêm mình kính lễ, báo cáo. Cảnh vệ quân Long Kinh tả hàng đồ kính chào vua Bắc Lương. Lý Thừa Vận sợ mất mật. Lâm Mộng Mộng lại càng thêm ngây ngốc. Sự xuất hiện của Giang Trấn Hoài đã đủ để gây chấn động. Thế nhưng so với tả hàng đồ của cảnh vệ quân Long Kinh thì vẫn còn kém một bậc. Nhìn thấy tả hàng đồ vô cùng cung kính và cả dáng vẻ nghiêm trang của ông ta, tất cả mọi người đều lập tức sững sờ. Ông ta là thủ lĩnh nhiệm kỳ mới của cảnh vệ quân từ sau khi liên quân năm nước bao vây Long Kinh, địa vị ngang hàng với mấy chủ soái chiến khu như Từ Kiêu Long. Dù là trên phạm vi cả nước thì cũng được xếp vào hàng ngũ của những nhân vật lớn hàng đầu. Đừng nói là Lâm Mộng Mộng, dù gia chủ của nhà họ Lâm đích thân tới thì ngay cả tư cách sách giày cho ông ta cũng không có. Nhìn thấy tả hàng đồ, biểu cảm của Đông Phương Lăng cũng trở nên hoảng loạn. Đông Phương Lăng có thể không quan tâm tới chủ tịch thành phố, nhưng vẫn rất kiêng dè nhân vật quan trọng của chiến khu. Hắn chỉ là một cậu chủ của nhà họ Đông Phương mà thôi, ngay cả tư cách nói chuyện với tả hàng đồ cũng không có. Một khi người này ra tay thì tất cả bọn chúng chỉ còn đường chết. Lúc này Lý Thừa Vận thật sự đã hoảng sợ, bởi vì dù Đông Phương Lăng muốn bảo vệ ông ta thì căn bản cũng bảo vệ không nổi. Hơn nữa, Đông Phương Lăng sẽ không vì một nhân vật nhỏ bé giống như ông ta mà lật mặt với tả hàng đồ. Mãi tới lúc này, Lý Thừa Vận mới phản ứng lại, dù Tiêu Chính Văn có tụt dốc thêm nữa thì cũng không phải là người mà loại tiểu nhân như ông ta có thể tùy ý động vào. Cậu chủ Đông Phương, chuyện này phải làm sao đây? Mặt Lý Thừa Vận cắt không còn giọt máu, kéo lấy vạt áo của Đông Phương Lăng. Thế nhưng lúc này, Đông Phương Lăng có thể nói gì được chứ? Đối diện với tả hàng đồ, hắn cũng chẳng biết nói gì để đáp trả. Ban nãy ai nói muốn đối đầu với vua Bắc Lương? Ai nói mình là trời ở nơi này? Ai nói muốn tịch thu hành lý của vua Bắc Lương? Đứng ra đây! Tả hàng đồ chắp hai tay sau lưng, trừng mắt nghiêm nghị, gầm lên với đám người đang đứng xung quanh. Phịch, Lý Thừa Vận quỳ phịch xuống đất, cả người run lên bần bật. Tôi sai rồi, tôi không nên, không, ông không sai. Ông chỉ đang nhắm vào tôi, ông chỉ đang sỉ nhục quân Phá Long, ông chỉ đang bôi nhỏ tướng sĩ nơi tiền tuyến. Ông sai ở đâu cơ chứ? Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng lên tiếng. Thế nhưng lời này vừa mới thốt ra, không gian lập tức lặng ngắt như tờ. Mỗi một tội trạng đều đủ để Lý Thừa Vận phải nhận lấy mấy chục loạt đạn bắn thẳng vào người. Sỉ nhục quân Phá Long ư? Mắt tả hàng đồ lập tức đỏ bừng. Chương 1626 họ là tấm gương của tất cả quân nhân Hoa Quốc, sỉ nhục quân Phá Long thì chính là sỉ nhục toàn bộ quân đội Hoa Quốc. Bốp, tả hàng đồ tiến lên trước một bước, một tay túm lấy tóc của Lý Thừa Vận rồi thẳng thừng giáng một cú đấm vào mặt Lý Thừa Vận. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, sống mũi của ông ta cứ thế gãy luôn. Chỉ vậy thôi thì vẫn chưa xong, tả hàng đồ sải bước lên trước, túm lấy tóc của Lý Thừa Vận, đập thật mạnh đầu của ông ta xuống nền đất. Bộp, Lý Thừa Vận bị đánh đến mức hoa mắt chóng mặt, đau đớn phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết như lợn bị cắt tiết. Máu trên trán ông ta chảy ròng ròng, sau đó ngã nhào xuống đất. Ông là cái thá gì? Ba chữ quân Phá Long mà ông cũng dám nhục mạ. Không có quân Phá Long, cả nhà ông từ lớn tới bé đã bị liên quân năm nước giết sạch từ lâu rồi. Loại lòng lang dạ thú như ông sống ở trên đời này đúng là lãng phí tài nguyên. Tất cả mọi người đang có mặt đều đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả Đông Phương Lăng cũng nuốt nước bọt ừng ực. Ban nãy hắn cũng đã nói mấy lời y như vậy. Lúc này,
từng giọt mồ hôi lạnh men theo trán hắn chảy xuống dưới, hắn lo lắng liếc nhìn Lý Thừa Vận đã bị đánh sưng vù như đầu lợn. Dù hắn là người của gia tộc Đông Phương, nhưng lúc này hắn không hề có cảm giác an toàn. Hơn nữa, mọi người xung quanh dường như đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt ác ý, mặc dù hắn xem thường đám dân thường kia, nhưng vấn đề là không nên làm cho đám đông nổi giận. Lý Thừa Vận lúc này đã giống như một con chó chết, khắp mặt be bét máu, há mồm thở hồng hộc. Ông ta nhìn về phía Tả Hàng Đồ bằng ánh mắt kinh hoàng, trong lòng đã ngập tràn cảm giác hối hận. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Ông là cái thá gì mà dám giữ đồ của cậu Tiêu? Ông có biết cậu Tiêu vất vả hy sinh vì Hoa Quốc, ngay cả ông đây cũng phải cung kính mà gọi một tiếng vua Bắc Lương hay không? Một kẻ hèn hạ như ông mà cũng to gan lên giọng với cậu Tiêu, hôm nay ông đây phải mở to mắt xem ai dám bảo vệ cho ông. Tả Hàng Đồ vừa nói vừa nhìn về phía Đông Phương Lăng bằng ánh mắt sắc lạnh. Đông Phương Lăng vội vàng nhắm mắt lại giả vờ như bản thân không nhìn thấy gì cả. Rõ ràng Lý Thừa Vận đã chết chắc, ông ta chẳng khác biệt gì nhiều so với một con chó chết. Hắn đương nhiên không muốn gây sự với lãnh đạo mới nhậm chức của cảnh vệ quân trong lúc ông ta đang tức giận như thế. Hừ, ông đúng thật là ăn phải gan hùm mật báo. Vừa dứt lời, Tả Hàng Đồ giơ chân đạp thẳng xuống lưng Lý Thừa Vận, chỉ nghe thấy âm thanh xương cốt gãy vụn vang lên. Á! Lý Thừa Vận lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn vô cùng thảm thiết, khiến Lâm Mộng Mộng đứng bên cạnh sợ tới mức mặt mày tái mét, liên tiếp lùi ra sau mấy bước. Cô ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu giống như vậy, lúc này vẫn có thể đứng nguyên tại chỗ đã rất ghê gớm rồi. Mãi cho tới lúc này, tất cả mọi người mới bừng tỉnh ngộ. Tiêu Chính Văn mãi mãi là biểu tượng của Hoa Quốc. Chương 1627 bất luận là lúc nào ở đâu, anh vẫn luôn là quân hồn của Hoa Quốc. Dù không còn là vua Bắc Lương thì vẫn là nhân vật mà những người như bọn họ không thể động vào. Lúc này, Lâm Mộng Mộng chỉ cảm thấy ban nãy mình cứ giống như một thằng hề, lại còn dám nhục mạ Tiêu Chính Văn. Cô ta xứng sao, dù là bây giờ, Tiêu Chính Văn vẫn là một người mà cô ta chỉ có thể ngước nhìn nhưng chẳng thể chạm tới. Loại sâu bọ như cậu mà cũng dám khiêu chiến cậu Tiêu ư. Cậu Tiêu chỉ đang khinh thường không thèm chấp nhặt với loại người như cậu. Thế nhưng Tả Hàng Đồ tôi thì đã nhớ kỹ rồi. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn chưa xong đâu. Những lời này của Tả Hàng Đồ đương nhiên không phải nói với Lý Thừa Vận, mà ánh mắt lạnh lùng của ông ta từ đầu tới cuối không rời khỏi Đông Phương Lăng. Đông Phương Lăng thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ông ta. Tả Hàng Đồ nói ra lời này đã thể hiện rõ thái độ của cảnh vệ quân. Không chỉ Lư Phụng Quân, mà Giang Trấn Hoài cũng sợ tới mức đầm đìa mồ hôi lạnh. Báo cáo, tướng quân Tả, đội trưởng đội hành động đặc biệt Tần Vũ tới. Một binh lính bước nhanh tới trước mặt Tả Hàng Đồ, đứng nghiêm báo cáo. Hắc băng đài vẫn luôn lấy danh nghĩa của đội hành động đặc biệt để hành sự, chỉ có số ít lãnh đạo cấp cao mới biết tới sự tồn tại của Hắc băng đài. Tả Hàng Đồ gánh vác trọng trách phòng vệ Long Kinh, đương nhiên cũng biết tới Tần Vũ. Vua Bắc Lương, cậu Tần tới rồi, có cho cậu ấy vào trong không? Chuyện lớn như vậy, Tả Hàng Đồ không thể tự quyết. Cho anh Tần vào đi, chắc là với tình hình hiện giờ, anh ta sẽ không bị giữ chân lại nữa đâu nhỉ. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Vâng, binh sĩ đó bước nhanh ra khỏi cửa. Chẳng bao lâu sau, một tốp nam nữ thanh niên mặc thường phục, nhưng khí thế không hề tầm thường đồng loạt bước vào đại sảnh sân bay. An ninh trật tự ở Hoa Quốc đúng là vấn đề lớn, đường đường là vua Bắc Lương về nước mà lại gặp phải rắc rối. Tần Vũ tôi thật sự không biết nên ăn nói với thiên tử thế nào đây. Hoặc là nói, nên dùng bao nhiêu cái đầu người để giải thích với thiên tử. Tần Vũ đi tới giữa đại sảnh, trầm giọng lên tiếng. Câu nói của Tần Vũ khiến tất cả mọi người đang có mặt đều lập tức quỳ phịch xuống đất. Chỉ có ba người Tiêu Chính Văn, Tả Hàng Đồ và Đông Phương Lăng vẫn đứng yên tại chỗ. Chương 1628 lúc này, mặt Đông Phương Lăng đã trắng bệch. Trong ánh mắt chỉ có hoảng loạn, đờ đẫn nhìn Tần Vũ. Đó là nhân vật lớn, là thủ lĩnh của tổ chức tình báo số 1 Hoa Quốc Hắc Băng Đài mà ngay cả nhà họ Đông Phương cũng không áp chế nổi. Dù cho gia chủ của nhà họ Đông Phương có tới thì cũng phải nể mặt người ta vài phần. Ai là người phụ trách ở đây? Tần Vũ lãnh đạm quét mắt nhìn một vòng đám người đang quỳ trên mặt đất. Là tôi, Lư Phụng Quân đã sợ tới mức run cầm cập.
vừa quỳ vừa bò hai bước về phía Tần Vũ. Người đâu, bắt lại, giao cho cục chấp pháp luận tội, hoàn toàn không có bất cứ lời nói dư thừa nào. Tần Vũ vừa hạ lệnh, ba thanh niên đã tiến lên trước ấn vào vai của Lư Phụng Quân sau đó nhấc ông ta lên. Cậu Tần, cậu Tiêu, tôi bị oan mà, từ đầu tới cuối tôi không biết đã xảy ra chuyện như vậy. Tha mạng, xin tha mạng, cậu Tiêu, Lư Phụng Quân gào khóc van xin. Giao cho cục chấp pháp hỏi tội. Đây là cách nói vô cùng văn minh, thật ra là trở thành tử tù, chuẩn bị tinh thần bị giết hết cả nhà bất cứ lúc nào. Mặc dù ông ta không biết người phía trước mặt có thân phận gì, thế nhưng nhìn vào vẻ uy nghi của anh ta và cả khí thế khi nói chuyện thì tuyệt đối là một nhân vật có máu mặt. Ồn quá, Tần Vũ lạnh lùng nói ra hai chữ này. Xoẹt, một nam thanh niên trong số đó dùng dao cứa vào cổ Lư Phụng Quân, khiến cho ông ta choáng váng và bị lôi ra khỏi sân bay như một con chó chết. Ai tịch thu hành lý của vua Bắc Lương? Mặt Tần Vũ trầm như là nước sâu, trong giọng nói không có chút tình cảm nào, lạnh lùng giống một tảng băng. Tôi chỉ nghe theo lệnh của người khác, là giám đốc Lý nói với tôi buộc phải giữ hành lý của người này, nhân viên công tác chế nhạo Tiêu Chính Văn ban nãy hết lăn lại bỏ ra phía trước. Bắt lấy, tham ô tài sản quốc gia, vô lễ với quốc gia, hỗn láo với bề trên, kéo đi, dìm chết dưới giếng. Rõ. Hai nữ thanh niên sải bước tiến lên trước, túm lấy tóc của nhân viên công tác kia lôi ra bên ngoài. Xin tha mạng, là giám đốc Lý bảo tôi làm, tôi chỉ là một, cô ta vẫn chưa nói xong hết câu thì đã ăn một cái tát đầy đau đớn. Ai là giám đốc Lý? Chương 1629 Tần Vũ hỏi với giọng điệu lạnh lùng. Lý Thừa Vận nghiến răng, căn bản không dám nhận. Tình thế hiện giờ đã vô cùng rõ ràng. Người đàn ông này có thể tùy tiện giết người. Ông ta, Giang Trấn Hoài chỉ tay vào Lý Thừa Vận, không cần đoán cũng biết, ông ta bị đánh thảm nhất, muốn giấu cũng không giấu nổi. Giết cả 10 đời dòng họ, Lý Thừa Vận nghe xong thì ngất luôn tại chỗ. Giữa giết 9 đời trong dòng họ và giết 10 đời có sự khác biệt, ngay cả mộ tổ tông cũng bị đào lên, tất cả xương cốt sẽ bị giải hết ra vườn hoang cho bay theo gió. Từ đó... cả gia tộc này sẽ giống như chưa từng xuất hiện trên thế giới. Lý Thừa Vận vốn dĩ muốn mượn thế lực của nhà họ Đông Phương để leo lên cao, kết quả còn liên lụy tới cả tổ tông nhà họ Lý. Giang Trấn Hoài, tự hạ 3 cấp, tạm thời giữ nguyên chức vụ, không còn chuyện của ông nữa, cút. Nghe thấy Tần Vũ nói vậy, Giang Trấn Hoài quỳ dưới đất dập đầu thật mạnh. Sau đó, ông ấy lại bò tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Liên tiếp dập đầu nói, cảm ơn vua Bắc Lương đã không truy cứu, cảm ơn vua Bắc Lương. Hạ 3 cấp thật sự rất nặng nề, thế nhưng ít nhất còn giữ lại được mạng sống. Cậu Tiêu, chuyện này thiên tử có lệnh, tất cả những kẻ có liên quan đều phạt nặng như nhau. Hoa Quốc hổ thẹn với nhà họ Tiêu của cậu, tôi thay thiên tử nhận lỗi với cậu Tiêu. Tần Vũ quay người đối diện với Tiêu Chính Văn, vô cùng cung kính khom lưng. Tả Hàng Đồ không khỏi chấn động. Thay thiên tử nhận lỗi với Tiêu Chính Văn ư. Nghe thấy câu này, Tả Hàng Đồ sợ tới mức cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh Tần, mau đứng thẳng lên đi, lễ nghi nặng nề như thế tôi gánh không nổi. Thân là người dân của Hoa Quốc, đổ máu hy sinh vì Hoa Quốc vốn dĩ là bổn phận của tôi. Hàng nghìn năm trước, từng có ông Tần Anh Dũng xông pha. Hiện giờ, nhân dân Hoa Quốc như tôi càng phải biết hy sinh thân mình vì Tổ quốc. Chỉ là không thể xúc phạm tướng sĩ quân Phá Long, mấy trăm nghìn anh hùng trấn thủ nơi xa xôi ngàn cây số, có người nào không phải rời xa bố mẹ, có người nào không phải bỏ lại vợ con. Một lòng nhiệt huyết trung thành bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân, mà công trạng của bọn họ có lẽ chẳng một ai ca tụng, dù cho có chết trên sa trường thì cũng không một ai biết tới tên họ. Thế nhưng, ba chữ quân Phá Long vừa là trung hồn, cũng là lòng trung thành, càng là tín ngưỡng của bọn họ. Nếu như đám người hèn mọn nhà họ Đông Phương không sỉ nhục quân Phá Long thì tôi thật sự cũng chẳng buồn so đo với đám xúc vật này làm gì. Chương 1630 Mẹ Kiếp, Xúc Vật. Đông Phương Lăng tức tới mức mặt méo mó. Tên Tiêu Chính Văn này thật sự chửi người mà không cần lời lẽ thô tục. Thế nhưng tức thì tức, hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ tình cảnh trước mắt. Dù Tiêu Chính Văn chỉ vào mũi hắn hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà họ Đông Phương của hắn thì hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Người đâu, Tần Vũ nghe xong câu nói của Tiêu Chính Văn, suýt thì nghiến nát vụn cả răng. Trong lòng thầm mắng chửi nhà họ Đông Phương có là cái thá gì.
ngoài việc đấu đá lẫn nhau thì không có chút công trạng gì cho đất nước. Vậy mà lại dám sỉ nhục quân Phá Long. Đúng là chán sống. Có, mấy nam nữ thanh niên mặc thường phục đồng loạt tiến lên trước một bước. Ngoại trừ Đông Phương Lăng ra, giết hết tất cả ngay tại chỗ. Tần Vũ chỉ vào đám người nhà họ Đông Phương và cả đám đàn em đang đứng sau lưng hắn. Lúc này, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn về phía Đông Phương Lăng. Giết hết người nhà Đông Phương trước mặt tất cả mọi người, điều này đã thể hiện rõ lập trường và thái độ. Cũng có thể nói, thiên tử cũng không hề nể mặt nhà họ Đông Phương. Nếu như trước đây vẫn chỉ âm thầm đàn áp thì giờ đã thể hiện ra mặt luôn rồi. Tần Vũ, bọn họ đều là người nhà họ Đông Phương chúng tôi, anh không thể trừng trị bọn họ trước mặt mọi người. Nhà họ Đông Phương chúng tôi có thể dùng gia pháp trị tội. Tới nước này rồi, Đông Phương Lăng không thể tiếp tục im lặng thêm được nữa. Nếu không gia tộc Đông Phương sẽ bị người khác xem thường. Chàng trai, chuyện thiên tử đã quyết, cậu đừng có mà lắm mồm nữa. Người nhà họ Đông Phương có tư cách nói mấy lời này không phải là cậu. Nếu như còn nói thêm gì nữa thì hôm nay cậu cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Giọng nói của Tần Vũ vô cùng sắc lạnh, trong ánh mắt mang theo cả sát khí. Nếu như không phải thiên tử dặn trước rằng ngoài con trai nối dõi của nhà họ Đông Phương ra thì phải giết sạch những người khác. Thì lúc này ngay cả cái mạng hèn của Đông Phương Lăng cũng bị Tần Vũ tước mất rồi. Suy cho cùng cũng là một trong bốn gia tộc lớn, công khai giết chết Đông Phương Lăng đồng nghĩa với việc đôi bên sẽ cùng lật mặt, thiên tử cũng phải có sự dè chừng. Sau tiếng ra lệnh của Tần Vũ, mấy tên đàn em của Đông Phương Lăng chưa kịp quỳ xuống cầu xin thì đã bị vô số phát súng bắn chết. Chương 1631 từng cái xác ngã xuống dưới chân của Đông Phương Lăng, khiến Đông Phương Lăng sợ tới mức mặt mày trắng bệch, câm như hến. Nhà họ Lâm của cô giao nộp toàn bộ tài sản, rời khỏi Long Kinh trong vòng 3 ngày. Tần Vũ giơ tay chỉ vào Lâm Mộng Mộng, nói với giọng điệu lạnh lùng không chút chần chừ. Hai chân Lâm Mộng Mộng không khỏi mềm nhũn ra, ngồi thụp xuống đất, nhà họ Lâm tiêu đời rồi. Chỉ bởi vì hành động ban nãy của cô ta mà cả nhà họ Lâm đều tan thành mây khói. Nỗ lực của mấy thế hệ mới có được ra thế như ngày hôm nay, thế nhưng chớp mắt đã trở thành hư không. Nếu nói hối hận, cô ta là người hối hận nhất, vốn dĩ chuyện này không liên quan gì tới nhà họ Lâm, càng chẳng có liên quan gì tới cô ta. Thế nhưng tại sao cô ta cứ phải đứng ra sỉ nhục Tiêu Chính Văn cơ chứ? Lúc này, bất luận cô ta có hối hận ra sao thì cũng đã không thể thay đổi được gì nữa. Cô ta chỉ cảm thấy mình là kẻ nực cười nhất trên thế giới. Cùng lúc này, điện thoại của Đông Phương Lăng đột nhiên đổ chuông. Đông Phương Lăng rút điện thoại ra liếc nhìn, đáy mắt không khỏi lóe sáng. Tiêu Chính Văn, Tần Vũ, mấy người được lắm, dám giết người nhà họ Đông Phương chúng tôi, mấy người đợi đó. Có bản lĩnh thì đừng rời đi. Sau khi Đông Phương Lăng xem xong tin nhắn thì đột nhiên ngập tràn lòng tin, đồng thời cũng khôi phục mấy phần sức lực. Chương 1632 lúc này một chiếc Bentley màu đen từ từ chạy đến. Khi xe dừng hẳn và cửa xe mở ra, một người thanh niên hiên ngang bước xuống. Sau khi người này xuống xe, ngay phía sau là một người phụ nữ xinh đẹp đeo kính râm cũng bước xuống. Ánh mắt người xung quanh đều nhìn sang người phụ nữ đó. Có thể nói người phụ nữ này là một trong những nghệ sĩ hàng đầu nổi tiếng nhất hiện nay, Lý Lộ Lộ. Sau khi xuống xe, Lý Lộ Lộ khoác tay Đông Phương Ngạo Vũ, cực kỳ khiêu khích liếc nhìn Dương Linh Nhi. Ồ, đây chẳng phải là cô chủ nhà họ Dương sao? Trùng hợp thật đấy, Lý Lộ Lộ khinh thường nhìn Dương Linh Nhi, cười khẩy nói. Trùng hợp ghê. Dương Linh Nhi cũng nhìn thẳng vào mắt Lý Lộ Lộ, không hề có ý nhượng bộ. Từ khi lên mẫu giáo, hai người Lý Lộ Lộ và Dương Linh Nhi đã học cùng lớp. Từ thuở bé hai người họ luôn đấu đá lẫn nhau, mới đầu thì so xem đồ ai mặc đẹp hơn, sau đó so về ngoại hình, bạn trai, v.v. dù sao Lý Lộ Lộ luôn muốn mình phải hơn Dương Linh Nhi về tất cả mọi thứ. Nhưng tiếc là sau khi ông cụ Dương gia nhập Long Các, mọi sự kiêu ngạo của Lý Lộ Lộ bỗng chốc trở nên không đáng giá. Đứng trước quyền lực tuyệt đối, những điều kiện vật chất của cô ta đều trở thành trò cười. Nhất là sau khi Dương Linh Nhi gia nhập Hắc Băng Đài, được huấn luyện trở thành cao thủ cảnh giới chủ soái, hai người cũng không còn gì có thể so sánh nữa. Mặc dù nhà họ Lý và nhà họ Dương mỗi năm vẫn tổ chức buổi gặp mặt của hai gia đình như trước.
nhưng điều được quan tâm bàn luận nhiều nhất là sự nghiệp nghệ sĩ của Lý Lộ Lộ và con đường làm quan chức của Dương Linh Nhi. Sự tương phản này khiến Lý Lộ Lộ cứ ghim chuyện này trong lòng. Lúc này Đông Phương Ngạo Vũ cũng quan sát đánh giá Tiêu Chính Văn, sau đó lại nhìn Đông Phương Lăng. Xảy ra chuyện gì thế? Nhìn thấy mười mấy thi thể nằm dưới đất, mặt Đông Phương Ngạo Vũ hiện lên vẻ lạnh lùng. Mặc dù đám người kia đều là tay sai của Đông Phương Lăng, không liên quan gì đến hắn nhưng dù sao cũng là người nhà họ Đông Phương. Anh Ngạo Vũ, hắn lấy lý do chúng ta sỉ nhục quân Phá Long để giết nhiều người của chúng ta, hơn nữa còn nhục mạ nhà họ Đông Phương. Đông Phương Lăng hung hăng chỉ vào Tiêu Chính Văn, nói với Đông Phương Ngạo Vũ. Vẻ lạnh lùng thoáng qua trong mắt Đông Phương Ngạo Vũ, sau đó hắn nói, không ngờ lần đầu tôi và vua Bắc Lương gặp nhau lại trong tình huống thế này. Trước tiên tôi xin giới thiệu, tôi là Đông Phương Ngạo Vũ, người của núi Bắc Nhạc Hoa Sơn. Núi Bắc Nhạc Hoa Sơn, mặc dù võ tông có rất nhiều tông môn, nhưng tất cả tông môn đều xuất thân từ năm ngọn núi lớn có tiếng. Hoa Sơn, Tung Sơn, Huệ Mi, Hằng Sơn, Thiên Sơn. Dù có là võ thần tông cũng xuất thân từ núi Trung Nhạc Sơn. Về sau, võ thần tông tự lập ra môn phái, sau đó chọn núi võ thần để mở sơn môn, lập ra tông phái. Trở thành tông môn lớn đứng đầu Hoa Quốc. Còn đệ tử của năm ngọn núi lớn chưa từng bước chân vào thế tục, càng sẽ không công khai mở tiệc lộ mặt như vậy. Đông Phương Ngạo Vũ nói ra sơn môn của mình mà đã kiêu ngạo như vậy, hắn đang chứng tỏ cho Tiêu Chính Văn thấy thế lực lớn mạnh đằng sau mình. Tôi nghe nói lúc nãy cậu làm khó anh Tiêu à? Đông Phương Ngạo Vũ quay đầu lại nhìn Đông Phương Lăng. Nghe Đông Phương Ngạo Vũ hỏi thế, đầu óc Đông Phương Lăng trống rỗng không hiểu gì, rõ ràng là anh ta bảo mình làm thế mà. Đông Phương Ngạo Vũ không dặn dò gì thì Đông Phương Lăng có bị đá vào đầu cũng không dám đến gây chuyện với Tiêu Chính Văn. À thì, bốp, không để hắn nói hết câu, Đông Phương Ngạo Vũ đã tát một bạt tai vào mặt Đông Phương Lăng. Cái tát này rất vang. Chương 1633 không chỉ Đông Phương Lăng mà ngay cả ông lão đứng sau Đông Phương Ngạo Vũ cũng ngây người. Chỉ dựa vào bản thân cậu mà cũng dám chọc vào vua Bắc Lương sao? Đúng là chán sống. Nhưng anh Tiêu, giết người của nhà họ Đông Phương thì không thể không xin lỗi chứ. Mặt Đông Phương Ngạo Vũ lạnh băng nhìn Tiêu Chính Văn, gương mặt đằng đằng sát khí. Bất kể là ai, có gan hạ thấp quân Phá Long thì chỉ có một kết cục chết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Hay, hay lắm, Tiêu Chính Văn, quả nhiên anh rất ngông cuồng, không uổng công tôi đặc biệt xuống núi vì anh. Nói thật, trên thế giới này người đáng để tôi đích thân ra tay đánh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng anh là một trong số đó. Đông Phương Ngạo Vũ chắp một tay sau lưng, kiêu ngạo nói. Rõ ràng là hắn rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Ồ, nói như thế tức là anh định ra tay đánh người ở đây sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Đông Phương Ngạo Vũ. Có thể cảm nhận được Đông Phương Ngạo Vũ là một cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao qua hơi thở của hắn. Nếu hai người ra tay đánh nhau ở đây chắc chắn sẽ làm liên lụy đến người vô tội. Ở đây ư, tất nhiên không được rồi, Hoa Sơn cũng có quy tắc của Hoa Sơn, không thể làm người vô tội bị thương, đây là gian dạy của sư môn. Thế này nhé, ngày mai anh và tôi quyết đấu tại đỉnh núi Bách Nhật. Nằm ở khu ngoại ô Long Kinh, anh thấy thế được chứ? Đông Phương Ngạo Vũ dửng dưng nói, dường như đang nói đến một chuyện rất bình thường, không hề cảm thấy căng thẳng trước trận đấu. Được, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn Đông Phương Ngạo Vũ. Cuộc thách đấu bất ngờ lần này khiến Tần Vũ cũng sửng sốt. Ai mà không biết sự lớn mạnh của năm ngọn núi lớn, mặc dù Đông Phương Ngạo Vũ cũng chưa đột phá cảnh giới thiên thần, nhưng danh sơn vẫn là danh sơn. Rất nhiều người có bản lĩnh, Tiêu Chính Văn lại dám ứng chiến trong trường hợp không biết gì về đối phương. Cậu Tiêu, phải suy nghĩ thật cẩn thận, Tần Vũ bước đến nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lắc đầu không nói gì. Lúc này đã không phải là chuyện anh ứng chiến hay không nữa, mà là Đông Phương Ngạo Vũ đang ép tới từng bước, thay vì bị Đông Phương Ngạo Vũ ép vào góc chết thì cứ thoải mái ứng chiến. Chương 1634 dù là thắng hay thua đều phải đưa ra quyết định cuối cùng với nhà Đông Phương. Đông Phương Lăng, vài hôm nữa tôi có thể làm chủ lấy lại công bằng cho cậu, còn chuyện hôm nay cứ thế là được rồi. Dứt lời, Đông Phương Ngạo Vũ chắp hai tay sau lưng nhìn Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu,
nếu tôi là anh, chắc chắn sẽ cúi đầu nhận lỗi với nhà họ Đông Phương. Khả năng của một người có hạn, cho dù anh có mạnh thế nào cũng không thể chống đối lại với một gia tộc lớn. Đông Phương Ngạo Vũ lạnh lùng nói. Đông Phương Ngạo Vũ, không biết anh lấy đâu ra tự tin thế, chúng ta vẫn chưa đánh nhau, sao anh biết anh chắc chắn sẽ thắng? Tiêu Chính Văn cà khịa. Tất nhiên tôi tự tin về thực lực của mình, nhưng tôi mong anh Tiêu đừng bị dọa lùi bước, nếu không dù có đuổi đến Giang Trung, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho nhà Đông Phương. Đông Phương Ngạo Vũ lạnh lùng bật cười, vẫy tay với Đông Phương Lăng, sau đó ngồi lại vào xe. Đông Phương Lăng vội vàng đi theo. Rõ ràng là Đông Phương Ngạo Vũ đích thân đến đón hắn. Nếu không dù Đông Phương Lăng có bảo vệ được mạng sống cũng sẽ bị bắt vào nhà giam ở Hắc Băng Đài. Tin tức về trận đánh của Đông Phương Ngạo Vũ và Tiêu Chính Văn được truyền ra ngoài làm cả Hoa Quốc chấn động. Một ngày sau hai người sẽ quyết đấu tại đỉnh núi Bách Nhật. Đây sẽ là trận đánh có 1-0-2. Từ khi chào đời, Đông Phương Ngạo Vũ là sự tồn tại độc nhất vô nhị, là người mà vô số người phải ngước nhìn. Địa vị của gia tộc Đông Phương càng lên một tầm cao mới vì sự xuất hiện của Đông Phương Ngạo Vũ. Mà Tiêu Chính Văn cũng là con cưng của trời. Ngày mai chính là ngày quyết đấu của hai nhân tài trẻ tuổi, rất nhiều lãnh đạo cao cấp của Hoa Quốc đều bắt đầu bàn luận về trận đấu. Cậu Tiêu, người này rất bí hiểm khó lường. Tần Vũ Tần bóng lưng Đông Phương Ngạo Vũ, lo lắng nói. Tiêu Chính Văn cũng nhìn theo bóng lưng của Đông Phương Ngạo Vũ, rồi khẽ gật đầu. Người này quả thực vô cùng đặc biệt, từ trên người của Đông Phương Ngạo Vũ có thể nhìn thấy sự tự tin tuyệt đối nhưng lại không phải là kiểu liều lĩnh cực độ. Hắn là một người rất biết tiết chế, cũng hết sức tự tin. Chương 1635 hoàn toàn khác biệt với những người mà Tiêu Chính Văn từng gặp trước đây. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa đệ tử Hoa Sơn và những đệ tử Võ Tông bình thường. Dù tầm nhìn hay là kiến thức thì cũng có cách biệt rất lớn. Trước đây Tiêu Chính Văn cũng từng nghe nói tới uy danh của năm đại danh Sơn. Thậm chí ngay cả nhân vật như Độ Thiên Chân Nhân cũng hết sức kính nể năm đại danh Sơn. Thật ra trong số năm đại danh Sơn, Hoa Sơn chỉ có thể xếp ở bậc trung, thế nhưng cảm giác mà Đông Phương Ngạo Vũ tạo cho người khác lại hết sức nguy hiểm. Dường như giơ tay nhấc gối đều toát lên một loại khí thế không diễn tả được bằng lời. Tần Vũ cau mày nói. Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được nguồn gốc của loại khí thế đó, chính là trận pháp. Đây có thể là điểm khác biệt lớn nhất giữa người của năm đại danh Sơn và đệ tử Võ Tông bình thường, bọn họ không chỉ luyện võ mà còn luyện tập trận pháp. Mà thế gian sớm đã không còn sự lưu truyền của trận pháp nữa rồi. Cậu Tiêu, trận chiến này phải cẩn thận nhiều hơn đấy, dù gì tên Đông Phương Ngạo Vũ kia cũng không hề tầm thường. Tần Vũ vô cùng nghiêm túc lên tiếng. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, sau đó nói với nhân viên đang đứng bên cạnh Tần Vũ, phiền cậu giúp tôi hủy bỏ vé máy bay tới Giang Trung, giờ tôi sẽ đi gặp mặt Thiên Tử. Sự việc đã tới nước này, nếu như Tiêu Chính Văn còn không đi gặp Thiên Tử nữa thì quá là không phải phép. Rõ, sau đó, Tiêu Chính Văn và Tần Vũ lần lượt ngồi vào trong xe của Tần Vũ. Xe tiến thẳng về phía Thiên Tử Các. Tới Thiên Tử Các. Tiêu Chính Văn thuật lại một lượt sự việc bắt sống Lục Hoài Viễn lần này cho Thiên Tử nghe trước, sau đó mới lo lắng nói, không một ai có thể ngờ được ông Lục này lại chính là Quang Minh Tôn. Chuyện đó cũng nói lên rằng bên trong lãnh thổ Hoa Quốc, các bộ ngành đều có khả năng đã bị phái Quang Minh thâm nhập vào rồi, vậy nên buộc phải cạy miệng ông ta ra, đưa tổn thất xuống mức thấp nhất mới được. Thiên Tử khẽ gật đầu, Tiêu Chính Văn nói rất đúng. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là nhiệm vụ cấp bách lúc này. Trước mắt, chuyện khiến Thiên Tử không yên tâm nhất vẫn là trận quyết chiến giữa Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ. Tiêu Chính Văn, chuyện của Quang Minh Tôn vẫn còn dễ nói, nhưng trận chiến ngày mai giữa cậu và Đông Phương Ngạo Vũ, tôi thật sự không thể yên tâm nổi. Chương 1636 Thiên Tử không khỏi lo lắng nói. Thiên Tử, xin hãy yên tâm, trận chiến này không giống như những gì Đông Phương Ngạo Vũ nói. Cũng không giống như những gì mà bên ngoài đồn thổi cục diện nghiêng về một phía. Lúc này Tiêu Chính Văn lại ngập tràn niềm tin. Sau chuyến đi tới nước Lý, Tiêu Chính Văn đã có sự nhận thức hoàn toàn mới về trận pháp. Nếu như là nửa tháng trước, có lẽ Tiêu Chính Văn thật sự không phải là đối thủ của Đông Phương Ngạo Vũ. Thế nhưng lúc này, ai chết dưới tay ai vẫn còn chưa biết đâu. Suy cho cùng,
có được sức mạnh của trái tim Kim Long, dù Tiêu Chính Văn chỉ đánh vài chiêu đơn giản cũng tuyệt đối không phải là thứ mà đám người tầm thường kia có thể so sánh được. Tiêu Chính Văn, không thể tùy tiện giết người của nhà họ Đông Phương, chỉ trong khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủi, một mình Đông Phương Ngạo Vũ đã liên tiếp giết hại 4 cường giả cảnh giới Thiên Vương 4 sao, đổi lại được thanh danh về cho 4 gia tộc lớn. Bản Vương vẫn luôn muốn tiêu diệt 4 gia tộc lớn, tuy nhiên sự xuất hiện của Đông Phương Ngạo Vũ quả thực đã dẹp tan mọi kế hoạch của tôi. Thiên tử khẽ siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên tia sát khí. Thân phận của người này quá đặc biệt, nếu như thiên tử hoặc trưởng lão võ tông của Hoa Quốc ra tay với hắn thì nhất định sẽ bị Hoa Sơn báo thù. Như vậy sẽ gây hại cho ước định ngầm cả trăm năm nay giữa Hoa Quốc với võ tông và năm đại danh sơn. Xin thiên tử cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình diệt trừ Đông Phương Ngạo Vũ. Tiêu Chính Văn thẳng thừng nói. Thiên tử khẽ gật đầu. Sau đó kéo Tiêu Chính Văn cùng bước về phía Ngự Thiện Phòng, vừa đi vừa cười nói, cậu Tiêu đi đường vất vả, tôi đã chuẩn bị chút rượu lạt để tiếp đón cậu. Đi, nếm thử xem tay nghề của các đầu bếp thế nào. Nói xong, thiên tử quay đầu ra hiệu bằng ánh mắt cho Tần Vũ khẽ gật đầu rồi lui khỏi thiên tử các. Chưa tới một tiếng đồng hồ, thông tin trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ đã lan truyền khắp Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn vừa về nước đã hẹn giao đấu với Đông Phương Ngạo Vũ tiếng tăm lẫy lừng ở đỉnh núi Bách Nhật. Thế nhưng một thông tin khác cũng khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, cường giả ở cảnh giới thiên thần Vũ Thiên Tôn cũng sẽ tới xem. Ngoài ra bên phía Vi Hào, cường giả ở cảnh giới thiên thần đã ở ẩn nhiều năm Miyamoto Kenichi cũng sẽ tới Long Kinh vào ngày mai để xem trận đấu này. Cường giả ẩn thế của gia tộc Russell Roland ở Âu Lục cũng đặc biệt xuống núi. Tuyên bố sẽ tới Hoa Quốc để tận mắt chứng kiến trận chiến có 102 này. Náo động toàn cầu. Chương 1637 bọn họ đều là cường giả thiên thần chưa từng xuất hiện cả mấy chục năm nay. Quả nhiên là trận đấu có 102. Cùng lúc này, sau khi nhận được những tin tức đó, sắc mặt của Tần Vũ càng trở nên khó coi. Dường như tình thế không đơn giản như vậy, rốt cuộc 4 gia tộc lớn đang tính toán gì đây? Nhà họ Đông Phương rốt cuộc còn có bao nhiêu con át chủ bài nữa? Tần Vũ đập mạnh xuống bàn. Báo cáo, đại trưởng lão của Võ Tông xin được gặp. Đúng vào lúc này, một binh lính của Hắc Băng Đài đi tới trước mặt Tần Vũ, thấp giọng trình báo. Đại trưởng lão của Võ Tông đến gặp đúng vào lúc này, lại có mục đích gì đây? Con người Tần Vũ đảo qua đảo lại mấy lần, vội vàng nói, mời vào. Một lát sau. Đại trưởng lão Võ Tông và các trưởng lão Tông Miếu đồng loạt sải bước vào trong văn phòng của Tần Vũ. Các vị trưởng lão đích thân tìm tới đây, không phải cũng vì chuyện quyết chiến giữa Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ đấy chứ? Tần Vũ xoay đầu nhìn về phía mấy trưởng lão, nói. Không sai, đại trưởng lão Võ Tông lên tiếng trước tiên, Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ đều là nhân tài trong đám người thường của Hoa Quốc chúng ta. Chiều ngày hôm nay hay tin hai người bọn họ sắp quyết chiến, nói thật thì tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Không sai, hai người bọn họ đều là tinh anh của Hoa Quốc, bất luận là ai thua cuộc thì cũng sẽ gây nên tổn thất cho Hoa Quốc chúng ta. Thế sự sẽ thay đổi, Hoa Quốc thật sự không thể mất đi những nhân vật đáng quý như vậy. Không chỉ có trưởng lão Võ Tông, ngay cả mấy trưởng lão Tông Miếu cũng đồng loạt lên tiếng. Tần Vũ lập tức hiểu ra dụng ý của các vị trưởng lão. Bọn họ là hy vọng Hắc Băng Đài có thể hòa giải đôi bên, tránh việc đấu đá xảy ra. Đại trưởng lão, các vị trưởng lão, tôi hiểu ý của mọi người, thế nhưng Tần Vũ tôi thấp cổ bé họng, một người là vua Bắc Lương, một người là con trai nối dõi của nhà họ Đông Phương, tôi khuyên thế nào được đây? Còn có một ẩn ý sâu xa Tần Vũ chưa nói rõ. Đó là hai người bọn họ đều là cao thủ ở trên cảnh giới Thiên Vương 4 sao. Quyết chiến giữa bọn họ đâu phải là chuyện cử bừa một ai đó là có thể ngăn cản được. Nếu như không thể ngăn cản, vậy thì ít nhất cũng phải bảo vệ được Đông Phương Ngạo Vũ. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Cái gì, bảo vệ được Đông Phương Ngạo Vũ? Đại trưởng lão, tôi không hiểu ý của ông. Chương 1638 Tần Vũ nhíu mày nói. Cậu ta là người của Hoa Sơn, hơn nữa cũng không phải chỉ là một đệ tử thông thường. Hoa Sơn vô cùng coi trọng cậu ta. Nếu như cậu ta chết thì nhất định Hoa Sơn sẽ tới báo thù. Hoa Quốc không thể tái hiện lại cục diện đại loạn giống như hơn 100 năm trước được đâu. Hiện giờ, thế cục thay đổi,
bên phía Âu Lục đã bắt tay vào việc giải trừ lệnh cấm đối với cường giả ở cảnh giới thiên thần rồi. Nếu như những lệnh cấm này bị giải trừ thì chỉ có năm đại danh sơn là có năng lực ngăn chặn cường giả cảnh giới thiên thần của các nước ở bên ngoài biên giới. Nói cách khác, an nguy trong tương lai của Hoa Quốc đã không còn là thứ mà Tiêu Chính Văn hay là quân Phá Long có thể đảm bảo được. Vậy nên trước khi thế cục phát sinh biến đổi, chúng ta cần tạo dựng quan hệ tốt với năm đại danh sơn. Đại trưởng lão thành khẩn nói. Thoạt nhìn thì câu nào cũng giống như đang lo nghĩ cho Hoa Quốc, thế nhưng trên thực tế, đại trưởng lão lại đang có ý thiên vị cho Đông Phương Ngạo Vũ. Đại trưởng lão, không thể nói như vậy được đâu. Vua Bắc Lương tận trung với nước, lẽ nào cậu ta đáng chết hay sao? Tần Vũ phản bác lại với sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, một binh lính bước vào trong phòng nói với Tần Vũ, Tổng Tư lệnh, bên ngoài có một ông lão, tự xưng là Trình Chí Long muốn vào gặp mặt các trưởng lão và anh. Tần Vũ nhíu mày nói, ông ta tới để làm gì? Ông Trình là người có tiếng nói nhất định trong võ tông, theo tôi thấy thì có thể gặp mặt một lần. Đại trưởng lão từ tốn lên tiếng. Đồng thời, mấy trưởng lão còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía Tần Vũ, rõ ràng đang muốn tạo áp lực cho Tần Vũ. Được, mời vào, Tần Vũ nói với sắc mặt khó coi. Chương 1639 chẳng bao lâu sau, một ông lão đã được dẫn vào trong phòng khách, người này chính là ông cụ bên cạnh Đông Phương Ngạo Vũ. Ông lão này vừa xuất hiện, mọi người đều không khỏi nhíu mày. Đại trưởng lão là người đứng dậy đầu tiên, vừa định mở miệng thì Tần Vũ đã đứng dậy nói, ông cụ, mời ngồi. Lúc này, ông lão đã không còn dáng vẻ khiêm tốn như khi đi bên cạnh Đông Phương Ngạo Vũ mà thay vào đó là dáng vẻ cao ngạo, dù đang đối diện với mấy người đại trưởng lão nhưng cũng không hề hoảng sợ. Ông Trình, đại trưởng lão đứng dậy chắp tay chào hỏi ông lão trước tiên. Các trưởng lão khác cũng đồng loạt đứng dậy chào hỏi ông lão. Tần Vũ chỉ dùng ánh mắt chăm chú nhìn ông lão này, thấy ông lão có dáng vẻ tiên nhân thì trong lòng cũng thầm suy đoán lai lịch của cụ ta. Nếu như đại trưởng lão võ tông cũng tỏ ra dè dặt với người này như vậy thì xem ra thân phận của cụ ta tuyệt đối không đơn giản. Xem ra các bạn bè cũ vẫn chưa quên tôi thật sự vô cùng cảm kích. Trình Chí Long khẽ chắp tay với mấy người đại trưởng lão. Mỉm cười kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống. Ông Trình, ông quả thực khiến mấy người bọn tôi cảm thấy rất bất ngờ, với thân phận của ông mà cũng phải đứng về phía Đông Phương Ngạo Vũ, chuyện này, đại trưởng lão híp mắt đánh giá Trình Chí Long. Mặc dù mấy trưởng lão bọn họ không muốn để Tiêu Chính Văn giết chết Đông Phương Ngạo Vũ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không thể hiện ra, bọn họ nhất định ủng hộ nhà họ Đông Phương, nhất định đứng về phía Đông Phương Ngạo Vũ. Phần nhiều thì bọn họ vẫn suy xét cho đại cục, mấy chuyện mà những gia tộc lớn của Âu Lục làm, trưởng lão võ tông và tông miếu cũng đều nhận được tin tình báo. Học viện võ thuật đó nhất định là đang nhắm vào việc quốc vận của Hoa Quốc trỗi dậy, tới lúc đó Hoa Quốc cũng sẽ có vài người mới. Ý của đại trưởng lão đương nhiên là cử hai người Đông Phương Ngạo Vũ và Tiêu Chính Văn ra tiền tuyến. Một mặt thăm dò ý đồ thật sự của các gia tộc lớn. Một mặt phòng ngừa học viện võ thuật liên kết thành một khối bền chặt. Thế nhưng, sự xuất hiện của Trình Chí Long khiến cho mấy người đại trưởng lão cảm thấy hơi bất an, Đông Phương Ngạo Vũ có lẽ cũng không hề đơn giản như những gì bọn họ tưởng tượng. Ha ha, không thể nói như vậy được đâu, chim khôn sẽ biết lựa chọn nơi phù hợp để dừng chân, người tài sẽ biết lựa chọn cấp trên anh minh để cùng làm việc. Trình Chí Long cười nói, trên mặt không có bất cứ vẻ ngượng nghịu nào. Ngược lại còn ra vẻ đó là chuyện đương nhiên. Vừa nghe những lời này, mấy người đại trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi. Trình Chí Long là ai cơ chứ? Là môn sinh mà hai tông chủ của võ thần tông đắc ý nhất, hơn nữa bàn về lai lịch thì còn có tư cách hơn cả võ thí thiên. Dù thực lực không bì được với võ thí thiên, thế nhưng cũng có tầm ảnh hưởng nhất định bên trong võ tông. Một người giống như vậy lại tình nguyện về dưới trướng của một cậu thanh niên. Cam tâm tình nguyện làm tay sai cho hắn. Ông cụ, chỉ là không biết võ thí thiên mà biết người ông ta phải gọi một tiếng sư thúc như ông lại làm chó săn của Đông Phương Ngạo Vũ thì ông ta sẽ xử trí như thế nào đây? Tần Vũ lạnh lùng nói một câu châm biếm. Thông qua đoạn đối thoại giữa mấy người đại trưởng lão và Trình Chí Long, Tần Vũ đã đoán ra thân phận của người này rồi. Đại trưởng lão liếc nhìn Tần Vũ, sau đó lên tiếng xoa dịu bầu không khí, ông Trình. Không lẽ ông có bí mật gì khó nói ra? Có phải là Hoa Sơn? Không, hoàn toàn không phải. Tôi xuất phát từ sự tự nguyện,
Trình Chí Long cao ngạo lên tiếng. Mấy người chỉ biết một mặt chứ không biết mặt còn lại, Đông Phương Ngạo Vũ không chỉ có Hoa Sơn đứng phía sau mà bản lĩnh của cậu ấy cũng vượt xa so với tưởng tượng của mấy người. Tôi tin rằng mấy người cũng chỉ nghe tin mấy người Đỗ Thiên Lượng bị giết nhưng lại không biết mấy người đó bị giết thế nào đúng không? Hóa thành cho bụi chỉ trong nháy mắt, vậy nên lần này tôi tới đây chỉ hy vọng võ tông của Hoa Quốc và cả Hắc Băng Đài đừng nhúng tay vào chuyện này. Có những người không thể đắc tội, nếu không khi mọi người đứng ở phía đối lập sẽ không có lợi cho các vị đâu. Từ đầu tới cuối, Trình Chí Long đều tỏ ra bình tĩnh đối diện với trưởng lão võ tông và cả trưởng lão tông miếu, không mảy may sợ hãi, ngược lại còn vô cùng thản nhiên. Dù những lời mà cụ ta vừa mới nói ban nãy sặc mùi uy hiếp thì cũng chẳng sợ. Chương 1640 ông Trình, ông đang uy hiếp chúng tôi à? Trong mắt Tần Vũ lập tức lóe lên tia sáng sắc lạnh. Uy hiếp, Trình Chí Long đánh giá Tần Vũ một lượt, nói, chàng trai, tôi muốn giết cậu thì chỉ giống như giết con gà con chó thôi. Cậu cho rằng tôi cần uy hiếp cậu sao? Mấy người không hiểu bản lĩnh của cậu ấy rốt cuộc lớn tới mức nào, thế nhưng tôi chỉ có thể nói, bất luận là mấy người hay Tiêu Chính Văn cũng không phải đối thủ của cậu ấy. Vậy nên tôi không hy vọng võ tông và giới chính trị Hoa Quốc đứng sai đội, tới lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Tôi không muốn nói nhiều tới những hành động của đám hèn hạ ở Âu Lục kia, những người đang ngồi ở đây có lẽ còn rõ hơn tôi. Trong tương lai, muốn giải quyết chuyện này thì cần phải dựa vào cậu chủ Đông Phương, còn tên Tiêu Chính Văn mà mấy người đặt cược hoàn toàn không có chút thực lực nào. Trình Chí Long vừa dứt lời, tất cả mọi người đang ngồi xung quanh lập tức đanh mặt. E rằng những lời mà ông cụ vừa nói quá võ đoán rồi. Tần Vũ lạnh lùng đáp lời. Trình Chí Long lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế xung quanh bộc phát toàn bộ, hơi thở của Thiên Vương Long cấp 5 sao bao phủ khắp không gian, thậm chí ngay cả Tần Vũ cũng có cảm giác không thể thở nổi. Đây là một loại áp lực vô cùng lớn mạnh, khác biệt với những cường giả mới bước lên cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, Trình Chí Long đã ở cảnh giới này mấy chục năm. Chỉ là mãi vẫn chưa tiến nốt một bước, đặt chân lên cảnh giới thiên thần mà thôi. Nhìn khắp thiên hạ, người có thể đối kháng với cụ ta cũng chỉ có bậc kỳ tài giống như Võ Thí Thiên. Sao nào, Trình Chí Long nở một nụ cười, hờ hững nói, tôi đã đặt chân lên cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao từ lâu, dù là tôi thì cũng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cậu chủ Đông Phương làm tay sai, lẽ nào các vị vẫn còn chưa hiểu hay sao? Nhìn xem trong tay Tiêu Chính Văn có cái gì, điện thần long sao? Tôi không dám nói với sức mạnh của một mình tôi có thể tiêu diệt hết tất cả. Thế nhưng tiêu diệt một nửa điện thần long có lẽ cũng còn thừa sức. Điên cuồng, lời nói này của Trình Chí Long quá mức điên cuồng. Thế nhưng, mọi người lại không có cách nào phản bác, bởi vì người nói là Trình Chí Long, cụ ta có tư cách này, cũng có thực lực này. Nhân tiện nói cho mấy người thêm một chuyện nữa, tên Quang Minh Tôn mà Tiêu Chính Văn phải tới Phi Lục để bắt đó, thực ra từ một năm trước đã gặp mặt cậu chủ Đông Phương rồi. Mấy người có biết Quang Minh Tôn gặp cậu chủ Đông Phương như thế nào không? Trình Chí Long vô cùng cao ngạo lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Trình Chí Long, giống như đang đợi cụ ta nói tiếp. Quỷ vái! Chương 1641 hiện giờ, chắc mấy người đã hiểu cách biệt giữa Tiêu Chính Văn và cậu chủ Đông Phương rồi nhỉ? Tôi đã nói xong rồi, nên nói hay là không nên nói, tôi đều nói cả rồi. Còn về việc mấy người muốn làm thế nào thì tự mình quyết định đi. Nói xong, Trình Chí Long đứng dậy rời đi. Hừ, Trình Chí Long đi khuất, đại trưởng lão hít sâu, nói Tần Vũ, tên Đông Phương Ngạo Vũ này rốt cuộc có lai lịch thế nào, Hắc Băng Đài đã tra ra chưa? Trước đây, đại trưởng lão không muốn Tiêu Chính Văn giết chết Đông Phương Ngạo Vũ, thế nhưng hiện giờ thì đã hoàn toàn thay đổi cách nghĩ. Trình Chí Long cho rằng những lời vừa rồi của cụ ta có thể uy hiếp mọi người. Khiến cho mọi người đều đứng hết về phía Đông Phương Ngạo Vũ, thế nhưng cụ ta đã lầm. Những người đang ngồi ở kia, ai ai cũng từng vào sinh ra tử vì Hoa Quốc, mấy lần chấp chới giữa bờ vực sinh tử thì sao có thể để tâm tới những lời này. Tiêu Chính Văn là quân hồn của Hoa Quốc, tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc gì. Lời nói của Trình Chí Long không những không kéo mấy người đại trưởng lão lại gần mà ngược lại còn đẩy hết mọi người về phía Tiêu Chính Văn. Chuyện này, do Hắc Băng Đài chúng tôi vô dụng, một mặt bên phía Hoa Sơn, chúng tôi căn bản không tra ra gì, mặt khác, từ lúc hắn rời khỏi Hoa Sơn thì vẫn luôn hành sự kín tiếng, thật sự không thể tra ra nổi.
nếu như không phải chính miệng Trình Chí Long nói ra thì chúng tôi còn không biết hắn từng gặp Quang Minh Tôn. Tần Vũ nhíu mày, thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Tiêu Chính Văn. Ngay khi mọi người còn đang ngạc nhiên khó tin, một thiếu tướng của Hắc Băng Đài bước đến sảnh lớn nói với Tần Vũ, Tổng Tư lệnh, xảy ra chuyện lớn rồi. Anh ta vừa nói vừa đưa một bản báo cáo cho Tần Vũ. Tần Vũ nhận lấy đọc lướt qua, sắc mặt bỗng thay đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đại trưởng lão tiến đến, nhìn chòng chọc vào Tần Vũ hỏi. Vũ Thiên Tôn đã lên chuyến bay đến Hoa Quốc, hơn nữa thí thần của Vi Hào cũng lên chuyến bay đến Long Kinh vào một tiếng trước. Trong hai người họ, Vũ Thiên Tôn là một trong lục tôn hạo thiên của phái Quang Minh, còn thân phận thí thần này hơi khó nói. Mục đích hai người này cùng bay đến Hoa Quốc chỉ là xem trận chiến thôi sao? Tần Vũ nắm chặt tình báo trong tay, đi qua đi lại một hồi cuối cùng cắn răng nói, các vị trưởng lão, chuyện này rất quan trọng, tôi phải báo cáo với thiên tử. Mấy người đại trưởng lão gật đầu nói, được, bọn tôi cũng đi với cậu, tốt nhất nên bỏ cuộc hẹn quyết đấu lần này của Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ, nếu không e là tình hình sẽ cực kỳ bất lợi với Tiêu Chính Văn. Được, Tần Vũ gật đầu, sau đó nhanh chân đi về hướng Long Các cùng với mấy người đại trưởng lão. Lúc bầy thiên tử đang đọc văn bản công vụ về những hành động thường xuyên trong khoảng thời gian gần đây ở Âu Lục. Chương 1642 dường như cả Âu Lục đều đang chuẩn bị cho một chuyện. Nhưng rốt cuộc chúng đang làm gì thì hoàn toàn không thể đọc được manh mối nào trong bản báo cáo này cả. Thiên tử, có Tần Vũ, đại trưởng lão Võ Tông và ba vị trưởng lão Tông Miếu cùng xin vào gặp. Nghe thế thiên tử bỏ bản báo cáo trong tay xuống, suy nghĩ một lát rồi vung tay nói, mau mời vào. Không lâu sau, mấy người Tần Vũ cùng bước vào thiên tử các. Thiên tử, đây là thông tin mà gần đây Hắc Băng Đài nhận được. Vũ Thiên Tôn và Thí Thần cùng lên máy bay đến Hoa Quốc, tôi và các vị trưởng lão đã bàn bạc, đều nghĩ chuyện này như đang nhắm vào Tiêu Chính Văn, thế nên theo ý chúng tôi thì trận đấu ngày mai, dứt lời, Tần Vũ đưa bản tình báo đó cho thiên tử. Đến khi đọc xong, ánh mắt thiên tử lóe lên tia sáng. Hay cho nhà Đông Phương, kéo bè kết phái, kéo ra đến nước ngoài luôn. Chúng muốn lợi dụng những người và thế lực này để bắt tôi phải phục tùng lời của chúng. Thiên tử xé nát bản tình báo trong tay thành từng mảnh. Thiên tử, anh nghĩ, ý các người là bảo Tiêu Chính Văn rút lui à? Thiên tử lắc đầu, đồng thời siết chặt nắm đấm nói, ý của tôi là Tiêu Chính Văn không chỉ phải đến đó mà còn phải chém giết Đông Phương Ngạo Vũ. Tôi chỉ cần thi thể của Đông Phương Ngạo Vũ, mấy thứ khác không cần cũng được. Tần Vũ nghe lệnh, thấy thiên tử bỗng dưng tức giận, Tần Vũ và mấy người đại trưởng lão đều không hiểu ra sao, nhưng cũng thầm suy đoán chắc chắn là có liên quan đến việc gần đây thiên tử âm thầm chèn ép bốn gia tộc lớn. Hành động này của nhà Đông Phương chính là đang thách thức thiên tử, cho hai cường giả cảnh giới thiên thần nhập cảnh để uy hiếp, ép buộc thiên tử phải thỏa hiệp với nhà Đông Phương. Tần Vũ có mặt, Tần Vũ vội quỳ một gối xuống. Hắc Băng Đài điều động tất cả cao thủ trên cảnh giới thiên vương rồi tập kết ở Long Kinh ngay trong đêm, không được chậm trễ. Vâng, Tần Vũ đáp, sau đó đứng dậy. Đại trưởng lão, thiên tử lạnh lùng dặn dò. Có tôi, đại trưởng lão cũng tiến đến trước một bước. Thông báo với tất cả tông môn đứng trong top 10 của võ tông, cố gắng cử ra các cao thủ tập kết tại Long Kinh bao vây nhà họ Đông Phương. Nếu có biến động gì thì nhà Đông Phương đừng hòng sống yên ổn. Ôi! Chương 1643 đại trưởng lão hít sâu, gật đầu nói, tuân lệnh. Người đâu? Thiên tử gọi một tiếng, hai nhân viên nhanh chân chạy vào thiên tử các, sau đó cúi đầu xuống, không dám thở mạnh. Truyền lệnh của tôi, bắt đầu từ bây giờ cảnh vệ quân của Long Kinh luôn túc trực đợi lệnh, nhất là máy bay chiến đấu, bộ đội đạn đạo phải giám sát đỉnh núi Bách Nhật từng giây từng phút. Ngày mai bất kể là Vũ Thiên Tôn hay Thí Thần dám cả gan ra tay thì cứ tiêu diệt ngay bất chấp mọi thứ. Rõ, hai người đó vội vàng chạy ra khỏi thiên tử các. Thiên tử, thu xếp như thế liệu có ổn không? Trưởng lão Tông Miếu bước đến nhỏ giọng khuyên. Không ổn ư, hừ, thiên tử lạnh lùng nói, Hoa Quốc khí phách như thế sao có thể bị hai cảnh giới thiên thần dọa sợ được? Gia tộc Đông Phương hay Đông Phương Ngạo Vũ gì cũng thế thôi. Chẳng ai có tư cách bắt tay với kẻ địch bên ngoài uy hiếp được tôi cả. Hoa Quốc là một quốc gia lớn mạnh, không bị giặc bắt làm nô lệ, càng sẽ không bị chúng đe dọa. Nếu dám có suy nghĩ,
Ý đồ này thì phải chuẩn bị tâm lý bị tiêu diệt. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Ra ngoài hết đi, mấy người Tần Vũ đều sửng sốt, nhìn nhau một lúc chỉ đành rời khỏi Thiên Tử Các. Lúc này trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô phía tây của Long Kinh, Đông Phương Ngạo Vũ nghiêng người tựa vào chân Lý Lộ Lộ, tay nghịch một miếng ngọc. Em đoán khi nghe được tin Vũ Thiên Tôn và Thí Thần đích thân đến, Tiêu Chính Văn sẽ sợ đến vỡ mật nhỉ? Lý Lộ Lộ nũng nịu cười nói. Cô ta từng là một trong những người ngưỡng mộ Tiêu Chính Văn, nhưng lúc đó Tiêu Chính Văn còn đứng trên đỉnh cao, cô ta chẳng có tư cách đến gần Tiêu Chính Văn nữa là. Nhưng bây giờ thì sao? Người đàn ông cạnh cô ta có thân phận tuyệt hơn Tiêu Chính Văn gấp 1000 lần. Hơn nữa sau trận quyết đấu ngày mai, trên thế giới này còn người tên Tiêu Chính Văn nữa sao? Có một người đàn ông mạnh mẽ như vậy làm hậu thuẫn, Tiêu Chính Văn đã trở nên bé nhỏ trong mắt cô ta rồi. Chưa đến mức đó đâu, mấy ngày trước hắn mới đụng độ với Vũ Thiên Tôn nhưng nói hắn kinh ngạc sợ hãi thì chắc vẫn có khả năng. Anh nghĩ Tiêu Chính Văn cũng đoán được mục đích chuyến đi này của Vũ Thiên Tôn. Đông Phương Ngạo Vũ nhàn nhã nói. Ý anh là Tiêu Chính Văn cũng biết Vũ Thiên Tôn đến vì muốn giành lấy Thiên Sơn Thư Lục sao? Lý Lộ Lộ hơi ngạc nhiên nói. Đương nhiên, Quang Minh Tôn từng muốn lấy từ chỗ hắn, chỉ tiếc Quang Minh Tôn là tên vô tích sự, không những không gài bẫy được Tiêu Chính Văn mà ngược lại còn tự đưa mình vào chỗ chết, nếu không Vũ Thiên Tôn cần gì phải ra mặt. Chương 1644 Đông Phương Ngạo Vũ khinh bỉ nói. Vậy, Thiên Sơn Thư Lục, chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn, anh có thể thay thế Dương Âm Tôn trở thành một trong thập tôn Quang Minh tiếp theo, còn về phần Thiên Sơn Thư Lục, họ đọc hiểu được sao? Ha ha ha, nói đến đây Đông Phương Ngạo Vũ không khỏi bật cười thành tiếng. Ai mà ngờ được Đông Phương Ngạo Vũ vừa xuống núi chưa đến nửa tháng mà đã có liên hệ thân thiết với phái Quang Minh như thế? Ai có thể ngờ qua hai ngày nữa hắn sẽ trở thành Dương Âm Tôn? Hơn nữa sau khi lấy được Thiên Sơn Thư Lục, Đông Phương Ngạo Vũ có lòng tin sẽ trở thành một trong lục tôn hạo thiên trong vòng một năm. Không phải hắn vênh váo ta đây mà là hắn có tư cách để ra vẻ. Sư môn của hắn chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn cũng nhận được tin tức chính xác, nhưng Tiêu Chính Văn lại bình tĩnh hơn đám người Tần Vũ. Mặc dù không biết mục đích đến đây của Vũ Thiên Tôn nhưng phái Quang Minh dành hết tâm tư vào Hoa Quốc như thế cũng chẳng lạ nữa. Cậu Tiêu, sao cậu chẳng lo lắng gì thế? Hiện giờ sắp náo loạn rồi, đại quân mấy trăm nghìn người và mấy chục cao thủ tông môn đã được tập kết, chỉ một vấn đề nhỏ thôi cũng ảnh hưởng đến đại cục. Tần Vũ nôn nóng dậm chân. Khuyên thiên tử thu lại lệnh, còn khó hơn lên trời. Cách duy nhất hiện giờ chỉ có thể khuyên Tiêu Chính Văn, khuyên nhà họ Đông Phương. Chẳng ai muốn nhìn thấy ngoài thành phố Long Kinh khói lửa đầy trời, càng không muốn thấy đỉnh núi Bách Nhật diễn ra một trận chiến ác liệt. Nhưng đối phó với cường giả cảnh giới thiên thần ngoài đấu võ thì Tần Vũ quả thật không nghĩ ra được cách nào khác. Nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra an toàn, ít nhất hiện giờ Đông Phương Ngạo Vũ vẫn không phải là người của phái Quang Minh, chúng sẽ không làm lớn chuyện với Hoa Quốc vì một người ngoài. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Trông có vẻ là Thái Sơn đè ép nhưng thật ra Thái Sơn vẫn ở đó, đỉnh đầu cũng là chân trời xanh. Hai, các người thật là cứng đầu. Tần Vũ đạp mạnh cửa rồi đi ra ngoài. Chương 1645 cùng lúc này, bên trong biệt thự nhà họ Đông Phương, hai người Đông Phương Thiếu và Đông Phương Ngạo Vũ lần lượt đứng hai bên một ông lão. Mà người đang ngồi đối diện ông lão đó lại là Vũ Thiên Tôn và một người đàn ông trung niên mặc đồ vi hào. Người này chính là Thí Thần. Ông ta rất thần bí, chỉ xếp sau Miyamoto Kenichi tại nước Vi Hào. Nghe nói vào mấy chục năm trước đã đột phá cảnh giới thiên vương, đạt đến độ cao khiến người đời đều phải ngước nhìn. Vũ Thiên Tôn, lời hẹn giữa ông và tôi, hoặc là nói lời hẹn giữa Hoa Sơn chúng tôi và phái Quang Minh mấy người có phải nên thực hiện rồi không? Ông lão ngồi ở giữa điềm nhiên lên tiếng. Người này chính là trưởng lão của phòng liên lạc Hoa Sơn và giới thế tục, nắm giữ quyền quyết sách mọi việc của Hoa Sơn và thế tục. Khế ước mà Hoa Sơn và phái Quang Minh đã thầm ký kết là do người này chủ đạo. Ông thương, phái Quang Minh chúng tôi vẫn luôn tuân thủ cam kết, chúng tôi nhất định sẽ không quên lợi ích mà mình đã đồng ý cho Hoa Sơn. Nơi này là vị trí của một nửa trái tim Hắc Long còn lại. Thế nhưng muốn lấy nó thì e rằng phải có sự kiên nhẫn mới được.
Theo tin tình báo đáng tin của chúng tôi, bên trong kim tự tháp còn có một cường giả cấp nhân vương, không biết Hoa Sơn có lòng tin sẽ lấy được trái tim rồng về hay không. Phú Thiên Tôn khẽ cười đưa ra một trang giấy, bên trên dùng tiếng Hoa Quốc viết rõ vị trí của một nửa trái tim Hắc Long còn lại. Vậy thì chúng ta phải làm sao với hai trái tim rồng trên người Tiêu Chính Văn đây? Thương Nhan Bách nhíu mày hỏi. Phái Quang Minh của tôi chỉ cần trái tim rồng Kim Long. Trái tim rồng Xích Long có thể thuộc về Hoa Sơn. Chỉ là nội dung bên trong Thiên Sơn Thư Lục thì cả hai bên phải cùng nhau hưởng. Chắc là ông Thương cũng hiểu rõ, không có Thiên Sơn Thư Lục thì dù có sở hữu tim rồng cũng chỉ như phế phẩm mà thôi, không một ai có thể tự mình lĩnh hội được phương pháp dung hợp. Phú Thiên Tôn nghiêm túc nói. Nghe thấy lời này, Đông Phương Ngạo Vũ nhíu mày nói, Phú Thiên Tôn, sư thúc, không phải Võ Thí Thiên vẫn đang thử nghiệm dung hợp trái tim Hắc Long đó sao? Tại sao không dùng nốt trái tim rồng ở trong tay ông ta kia? Thương Nhan Bách nhướng mày, liếc nhìn Đông Phương Ngạo Vũ, cau mày nói, Ngạo Vũ, cậu thật sự cho rằng cậu vô địch thiên hạ rồi hay sao? Chưa nói đến Thiên Sơn phía sau lưng Võ Thần Tông, cậu căn bản không thể so bì được với Võ Thí Thiên. Cảnh giới thiên thần không xuất hiện, Võ Thí Thiên chính là người có chiến lực đỉnh cao nhất Hoa Quốc. Có những người có thể động tới nhưng có những người thì không. Chương 1646 Đông Phương Ngạo Vũ bị Thương Nhan Bách trách mắng mặt đỏ tía tai, lùi sang một bên. Võ Thí Thiên cũng rất đáng để quan tâm, nếu như ông ta thật sự có thể thành công dung hợp được trái tim Hắc Long thì quả thực đúng là một thiên tài hiếm có. Phú Thiên Tôn nói với cặp mắt phát sáng. Phái Quang Minh vẫn luôn quan tâm tới giới võ đạo của Hoa Quốc, đặc biệt là mấy nhân vật được gọi là con cưng của trời kia. Thời đại hưng thịnh tới, Võ Thí Thiên còn có thể tỏa sáng như bây giờ hay không thì vẫn chưa thể biết trước được, huống hồ Thiên Sơn lại không hứng thú gì với kế hoạch của chúng ta, còn nói võ đạo không có biên giới gì đó, chẳng khác gì trò cười. Vậy nên tốt nhất là đừng ôm bất cứ ảo tưởng gì. Thương Nhan Bách hờ hững nói. Phú Thiên Tôn và Thí Thần đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng đều đã nhìn thấu tâm tư của Thương Nhan Bách. Là người liên kết với giới thế tục của Hoa Sơn, cụ ta đương nhiên phải suy nghĩ cho lợi ích của Hoa Sơn, tuyệt đối sẽ không cho phép Phái Quang Minh có bất cứ trao đổi lợi ích gì với bốn đại danh Sơn còn lại. Được rồi, ngày mai hai người chúng tôi sẽ tới xem trận đấu, tới lúc đó, nếu như Đông Phương Ngạo Vũ không thể thắng cuộc thì chúng tôi chắc chắn sẽ ra tay giết chết Tiêu Chính Văn. Cáo từ. Dứt lời Vũ Thiên Tôn cũng đứng dậy với Thí Thần. Đông Phương Thiếu tiễn hai người họ ra ngoài cửa một lúc rồi mới quay người trở lại phòng khách. Ông Thương, nghe nói bên trong Long Kinh, đại quân đã bắt đầu tập kết, liệu có phải, Đông Phương Thiếu hơi lo lắng nói. Thiên tử Hoa Quốc nhiệm kỳ này là người rất có khí phách, tuyệt đối không phải loại người chịu nhân nhượng để được an toàn trong tình thế bức ép. Một khi quân đội tham gia vào, hai người Vũ Thiên Tôn và Thí Thiên e rằng khó mà tự bảo vệ được bản thân, làm gì còn hơi sức đâu mà quan tâm tới Đông Phương Ngạo Vũ nữa. Hừ, ông cứ yên tâm, chuyện sống chết của hai người bọn họ chẳng có liên quan gì lớn. Tới lúc đó, dù cho Đông Phương Ngạo Vũ có thua cuộc thì tôi cũng sẽ ra mặt bảo vệ cho cậu ấy. Vua tôi Hoa Quốc vẫn phải lo lắng cho đại cục, lẽ nào bọn chúng không biết chuyện của Học viện Võ Thuật sao? Liên lụy, lợi ích. Xích mích là điểm yếu lớn nhất của đám người bọn chúng. Thương Nhan Bách trợn trừng mắt, trong khóe mắt đục ngầu lóe lên hai tia sáng. Sư thúc, ban nãy người nói võ đạo không có biên giới là có ý gì? Con thật sự không thể lý giải nổi. Đông Phương Ngạo Vũ tiến lên trước một chiếc cau mày hỏi. Mấy năm gần đây rốt cuộc Hoa Sơn đang làm gì, lại còn bí mật thương thảo với Phái Quang Minh chuyện gì, Đông Phương Ngạo Vũ hoàn toàn không biết. Chương 1647 dù gì trong lòng hắn, mối bận tâm lớn nhất chỉ có gia tộc Đông Phương và tiền đồ của bản thân hắn. Còn về những người khác, đối với một kẻ từ nhỏ đã lớn lên trong Hoa Sơn như Đông Phương Ngạo Vũ mà nói, ngay cả tình cảm với bố mẹ ruột cũng vô cùng mờ nhạt. Thế giới có hai cực, giáo đình phương Tây, Côn Luân phương Đông, mấy danh sơn lớn của chúng ta cũng được, võ tông cũng xong, cuối cùng đều phải nghe theo lệnh của hai cực này. Nếu như phương Tây ký kết thỏa thuận cho phép cường giả thiên thần nhập thế, vậy thì bên phía Côn Luân dưới áp lực lớn cũng buộc phải ký cho phép, tới lúc đó mới là thời gian để mấy người chúng ta nhập thế phát triển. Đối với mấy người chúng ta mà nói thì đó chính là thịnh thế. Quốc gia, hừ, ở trước thực lực tuyệt đối, không còn gì quan trọng, thế giới rồi sẽ thống nhất.
thiên hạ sẽ nằm trong tay của cường giả. Thế nhưng chỉ người nào có tầm nhìn xa trông rộng thì mới có thể nhìn thấy được bước này, vậy nên mới cử cậu xuống núi giết Tiêu Chính Văn. Trái tim rồng trong tay cậu ta, và cả thiên sơn thư lục, hoa sơn ta nhất định phải giành được hết. Thương Nhan Bách nói tới đây thì trầm tư nhìn về phía cửa, khẽ siết chặt bàn tay. Đây là một trong những sứ mệnh mà Hoa Sơn giao cho cụ ta, nếu như không lấy được hai thứ này thì cụ ta sẽ phải tự sát để đền tội. Càng không cần nói tới Đông Phương Ngạo Vũ và Đông Phương Tiếu nữa. Mặc dù nhà họ Đông Phương coi Hoa Sơn như là chỗ dựa vững chắc của mình, thế nhưng trong mắt Hoa Sơn, bọn họ chẳng qua chỉ là quân cờ đặt trong thế gian mà thôi. Nếu đã là quân cờ thì sau khi mất đi hiệu lực sẽ trở thành đồ bỏ đi. Vậy thì chuyện của Âm Dương Tôn, Đông Phương Ngạo Vũ vẫn quan tâm nhất tới chuyện được mất của mình. Ban đầu Thương Nhan Bách đã đồng ý với hắn, chỉ cần giết chết Tiêu Chính Văn thì có thể cho hắn trở thành một trong thập tôn quang minh. Chức vụ này vốn dĩ chẳng đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng có thể sử dụng thế lực của phái quang minh để hỗ trợ cho nhà họ Đông Phương, đây mới là điểm mấu chốt. Có phái quang minh ở Hoa Quốc và cả thế lực của mấy nước như Vi Hào, vị trí gia chủ nhà họ Đông Phương chắc chắn rồi sẽ thuộc về Đông Phương Ngạo Vũ. Tất cả đều sẽ thực hiện, thế nhưng phải nhìn vào biểu hiện của cậu thôi. Cậu hiểu chưa? Thương Nhan Bách lạnh lùng nhìn Đông Phương Ngạo Vũ. Rõ, cháu nhất định không phụ. Không đợi Đông Phương Ngạo Vũ nói xong, một người giúp việc bước nhanh vào trong, nói với Đông Phương Thiếu, cụ tổ, Tần Vũ muốn gặp, hơn nữa còn chỉ đích danh nói muốn gặp ông. Tần Vũ. Chương 1648 Đông Phương Tiếu khẽ nhíu mày, sau đó xoay đầu nhìn về phía Thương Nhan Bách. Chuyện của nhà họ Đông Phương mấy người thì tự giải quyết là được rồi. Tôi mệt rồi, mấy người xem mà làm đi. Nói xong, Thương Nhan Bách đứng dậy sải bước đi lên phòng khách trên tầng 2. Mời vào, Đông Phương Tiếu suy xét, sau đó thốt ra hai tiếng mời vào. Chẳng bao lâu sau, Tần Vũ đã được dẫn vào trong phòng khách. Cậu Tần. Cậu đúng là khách quý của chúng tôi, nếu như tôi nhớ không nhầm thì từ lúc cậu nhậm chức tổng tư lệnh của Hắc Băng Đài cho tới giờ thì đây mới là lần đầu cậu tới nhà họ Đông Phương chúng tôi nhỉ. Đông Phương Thiếu ngồi ở chính giữa, nói với ánh mắt sắc bén. Thưa ông Đông Phương, địa vị của ông rất cao, Tần Vũ xin được kính lễ. Thế nhưng có những lời tôi không thể không nói. Tần Vũ chắp tay nói với Đông Phương Thiếu. Cậu Tần có lời gì thì xin cứ nói, tôi nghe là được rồi. Đông Phương Thiếu khẽ nhắm hai mắt lại, điềm nhiên nói. Ông Đông Phương, sự sắp xếp của thiên tử, tôi nghĩ tôi không nói, ông cũng nghe nhắc đến rồi, trong thành Long Kinh đã điều động đại quân, việc này có nghĩa là gì ông cũng biết rõ rồi đấy. Trận chiến ngày mai, nếu có thể tránh được, tôi khuyên ông một câu, đừng làm ảnh hưởng đến hòa khí giữa nhà họ Đông Phương và thiên tử. Tần Vũ nghiêm túc nói. Tần Vũ nói xong, Đông Phương Thiếu lạnh lùng bật cười. Lắc đầu đáp, nếu tôi nghe không lầm thì cậu Tần tới đây để cầu xin cho Tiêu Chính Văn sao? Nhưng hôm ấy khi Tiêu Chính Văn giết con trai nối dõi nhà họ Đông Phương, sao lại không thấy cậu Tần xuất hiện can ngăn? Xác của Đông Phương Viêm còn chưa lạnh, Đông Phương Thiếu tôi sao có thể tha cho Tiêu Chính Văn được chứ? Lúc này mới biết tới cầu xin nhà họ Đông Phương chúng tôi, lẽ nào cậu Tần không cảm thấy đã muộn rồi sao? Có những chuyện đạn đã lên nòng, không thể không bắn. Mời cậu Tần trở về cho. Nói đến đây, khuôn mặt già nua của Đông Phương Thiếu đã lạnh như băng. Lúc này Đông Phương Thiếu hoàn toàn không thể giữ thể diện cho Tần Vũ được nữa. Đồng thời việc thiên tử có ý định đàn áp bốn gia tộc lớn đã là sự thật không thể chối cãi. Nhà họ Đông Phương, tuyệt đối không thỏa hiệp với bất kỳ ai về chuyện của Tiêu Chính Văn nữa. Cho dù là thế gia hay thiên tử cũng đều như vậy, cuối cùng vẫn phải nhắc tới chữ lợi. Chương 1649 chỉ cần giết chết Tiêu Chính Văn, thiên tử mất đi chỗ dựa, tương lai sẽ lại làm hòa với bốn gia tộc lớn, việc này cũng không phải là không có khả năng. Huống hồ, còn có Dược Sư Hoàng bên cạnh quan sát, xem xét toàn diện, chỉ cần Tiêu Chính Văn chết, thiên tử chỉ có thể cúi đầu chịu thua trước bốn gia tộc lớn. Một người nhìn xa trông rộng như Đông Phương Thiếu, sao có thể không nhìn ra được đạo lý đơn giản như vậy? Ông Đông Phương, vì lợi ích của bản thân, ông đã không ngần ngại bắt tay với Vũ Thiên Tôn thậm chí là phái Quang Minh để bóp chết quân thần của Hoa Quốc, ông làm như vậy là đang tự mình phá hủy Trường Thành. Nếu Tiêu Chính Văn chết, ông cho rằng nhà họ Đông Phương còn có giá trị sao? Tần Vũ lại lên tiếng. Tiêu Chính Văn,
Hừ, nhà họ Đông Phương chúng tôi chưa từng xem Tiêu Chính Văn ra gì, tôi chỉ thắc mắc tại sao thiên tử lại không tin tưởng nhà họ Đông Phương như vậy, tại sao lại liên tục trấn áp chúng tôi. Đông Phương Thiếu trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng nói. Trước đây, hàng chục mỏ vàng của nhà họ Đông Phương mở ở Tây Nam đều bị lực lượng địa phương Niêm Phong đóng cửa, sau đó, quyền quản lý bến cảng ở Hải Vân cũng bị Hoa Quốc thu hồi. Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể lập tức nhìn ra được thiên tử có dụng ý gì. Với sự đàn áp rõ ràng như vậy, ngày diệt vong của nhà họ Đông Phương đã gần trong gang tấc. Vốn dĩ Đông Phương Thiếu không nên nói những điều như vậy, bất kể khi nào, thiên tử cũng là người có quyền lực tối cao nhất, bốn gia tộc lớn chỉ có thể tuân theo quyết định của thiên tử. Nhưng cụ ta thực sự nuốt không trôi. Ông Đông Phương, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Hoa Quốc hiện giờ không còn là thời đại do bốn gia tộc lớn thao túng nữa, từ khi thiên tử Cũ Băng Hà, vận mệnh của Hoa Quốc đã nằm trong tay triều đình rồi. Tần Vũ lạnh lùng cảnh cáo. Thật ra có một số việc Tần Vũ không thể nói rõ. Cái gọi là vận mệnh trong tay triều đình, chính là ám chỉ, sống chết của nhà họ Đông Phương hay bốn gia tộc lớn, đều nằm trong tay thiên tử. Chỉ cần một lời nói của thiên tử, nhà họ Đông Phương lập tức bị tiêu diệt trong nháy mắt. Tôi không muốn nói đến chuyện vận mệnh thế nào, nhưng đã giết con trai nối dõi của nhà họ Đông Phương, nếu nhà họ Đông Phương tôi còn không ra mặt nữa, e rằng một ngày nào đó, cả nhà tôi cũng sẽ bị giết sạch. Tần Vũ, tôi tin rằng trước khi cậu tới, chắc cũng đã nghe nói Vũ Thiên Tôn và Thí Thần trước sau gì cũng tới Hoa Quốc, vì vậy, cậu lo lắng Tiêu Chính Văn đến lúc đó sẽ bại trận, cho nên tới đây để ngăn cản trận quyết chiến ngày mai đúng không? Thật đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Đông Phương Thiếu lạnh lùng bật cười. Chương 1650 ông Đông Phương, tôi nghĩ ông đã hiểu lầm rồi. Tôi chỉ không hy vọng Long Kinh nhuốm máu vì trận chiến ngày mai, càng không hy vọng Long Kinh xảy ra biến cố lớn. Tôi chưa từng cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết, thậm chí lúc Tiêu Long vẫn còn khỏe mạnh thì chuyện đó càng không có khả năng. Vì vậy, tôi cũng muốn nhắc nhở ông, nhà họ Tiêu cũng có thực lực của nhà họ Tiêu. Tần Vũ lạnh lùng nói. Vốn dĩ muốn tới khuyên ngăn cụ ta, nhưng Đông Phương Thiếu lại không biết đối nhân xử thế, bởi vậy, Tần Vũ cũng không thể dùng giọng điệu và lời nói tử tế được. Hừ, nếu đã như vậy, chuyến đi này của cậu Tần thật sự lãng phí rồi. Chỉ bằng chúng ta cứ chờ tới lúc đó xem, nhà họ Tiêu có thực lực thâm hậu, hay nhà họ Đông Phương chúng tôi có nền móng thâm sâu hơn. Đông Phương Thiếu tức giận đứng bật dậy, sự phẫn nộ bao phủ khắp khuôn mặt. Nếu không phải vì thân phận của Tần Vũ thì cụ ta đã xuống tay giết chết anh ta luôn rồi. Được, được lắm, đến lúc đó, ông Đông Phương đừng hối hận, Tần Vũ xin cáo từ. Nói xong, Tần Vũ tức giận xoay người, sải bước rời khỏi biệt thự nhà họ Đông Phương. Nhìn thấy Tần Vũ đã đi xa, trên mặt Đông Phương Ngạo Vũ lộ ra vẻ khinh thường. Hiện giờ mới biết sợ, thật nực cười. Tiêu Chính Văn, hừ. Đông Phương Thiếu trừng mắt nhìn bóng lưng Tần Vũ nói một câu, bầu không khí xung quanh lập tức giảm xuống mức đóng băng. Đêm đó, nhiều người đã chạy đến khu vực lân cận đỉnh núi Bách Nhật chiếm một chỗ ngồi đẹp từ trước. Toàn bộ Long Kinh, thậm chí toàn bộ Hoa Quốc, không ai muốn bỏ lỡ trận chiến kinh thiên động địa này. Ngay cả Lãnh Kế Hồng cũng không kìm lòng được mà vội vã từ Giang Trung bay đến. Người thân và bạn bè của nhà họ Lãnh. Hơn 20 người đã đến chỉ để cổ vũ cho Tiêu Chính Văn. Cho đến ngày nay, người nhà họ Lãnh và Tiêu Chính Văn đã thân thiết như anh em ruột thịt, có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu, vì vậy Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể thua. Nếu không phải Độ Thiên Chân Nhân phải canh gác biệt thự nhà họ Tiêu thì cụ ta cũng đã tới đây từ lâu. Không chỉ vậy, Thiên Kiếm Tông cũng phái hơn 10 đệ tử đến đỉnh núi Bách Nhật, hơn nữa còn dựng lều che nắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.